chương 2620, thăng nguyên thượng. Lăng Hàn bừng tỉnh, nói cách khác, ba cảnh giới nhỏ của thăng nguyên cảnh không có phân giới rõ ràng, kỳ thực chính là xem độ tinh khiết của nguyên lực, thời điểm đạt đến trăm phần trăm, chính là hoàn mỹ. Ha ha, tiểu tháp phát ra tiếng cười, đây là bảng hiệu trào phúng của nó. Lăng Hàn không để ý, chẳng trách thăng nguyên cảnh mạnh hơn cũng không thể so với tiên vương, bởi vì cảnh giới này chỉ là một quá trình quá độ, chuyển hóa linh lực thành nguyên lực, ở trên độ cao của quy tắc kém xa tiên vương tiết tắp, vì lẽ đó làm sao cũng không thể đạt đến tình trạng thậm chí vượt qua tiên vương có điều chỉ cần ta bước vào thăng nguyên lại lấy năng lượng hư tử rèn luyện bản thân sẽ có cơ hội ngang hàng tiên vương hắn không khỏi tràn ngập kỳ vọng thăng nguyên chiến tiên vương thậm chí giết tiên vương vậy nhất định rất chấn động a à. oa ha ha đó là một tảng đá hồ nữ đột nhiên hưng phấn kêu to phía trước quả nhiên lại có một tảng đá bốc cháy nhưng đã sắp tắt hiển nhiên ngọn lửa này sẽ không thiêu đốt mãi mãi mà là có cực hạn lăng hàn dập tắt ngọn lửa sau đó thu vào hắc tháp cũng không vội luyện hóa bọn họ tiếp tục cất bước khu vực núi sâu này cũng không chỉ mấy người bọn hắn gan lớn còn có cường giả khác tỉ như đệ tử của hoàng tuyền thiên tôn nhất mạch nhưng vị thiên tôn này không giống hằng hoang thiên tôn không có thói quen phổ biến thu đệ tử mà chỉ có ba cái ngoại trừ liếu không những người khác kỳ thực đều là đồ đệ của đại đệ tử nhị đệ tử là thế hệ đồ tôn của hoàng tuyền thiên tôn đám người lăng hàn chiến với dã thú cũng đấu với người thời gian hai tháng thoáng một cái đã qua, bọn họ trước tiên rút khỏi khu vực núi, miễn cho bị ảnh hưởng thần trí, trở nên khát máu. Loại vật chất kia ngay cả tiểu tháp cũng kiêng kỵ, để Lăng Hàn không có tự tin đi vào trong hắc tháp tránh né. Bọn họ đi tới khu vực ngoài núi, một bên chờ vật chất màu xám trong cơ thể chậm rãi biến mất, một bên lấy ra hỗn độn nguyên thạch bắt đầu tu luyện. Lần này, bọn họ tổng cộng thu hoạch 17 khối hỗn độn nguyên thạch, to nhỏ không đều, lớn nhất thì bằng cái thớt, nhỏ nhất chỉ khoảng nắm tay nhưng to nhỏ cũng không phải căn cứ duy nhất phán đoán một khối hỗn độn nguyên thạch tốt xấu, còn phải xem độ tinh khiết của nguyên lực trong đó. Có chút cực kỳ lớn, nhưng không có bao nhiêu nguyên lực, còn không sánh được to bằng nắm tay. Núi lửa đình chỉ bạo phát, có người đột nhiên kêu lên, ba người lang hàn cũng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, núi lửa vẫn đang phun trào đã đình chỉ lại, không bắn ra dung nham nữa, thay vào đó là từng mảng từng mảng mây màu đen phóng lên trời, cực kỳ nồng nặc. Cái này tự nhiên lại gợi ra một làn sóng tranh đoạt vào núi, bởi vì không thể lại có thêm hỗn độn nguyên thạch phun trào, nhặt được một khối liền ít hơn một khối. Lăng Hàn không có vào núi, hắn cha nhìn trong cơ thể, vật chất màu xám kỳ thực đã không ít, ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, cũng còn tốt sau khi ra khỏi sơn mạch, loại vật chất này cũng chậm rãi giảm thiểu, nhưng lúc này vào núi chính là muốn chết. Mấy tháng sau, Kim Vân Sơn tranh cướp cuối cùng có một kết thúc, tất cả mọi người dồn dập tản đi. Liễu không phụ trách mang mọi người tới, nhưng tuyệt không có nhàn đến lại mang mọi người trở lại ngược lại cũng chỉ là mấy năm hành trình mọi người tự lo đi lang hàn cũng không vội rời đi mà quyết định đợi một thời gian ngắn hắn cực kỳ hiếu kỳ ngọn núi này vật chất màu xám kia rốt cuộc là thứ gì lại có thể để cho sinh linh phát điên ngay cả thiên tôn bảo khí cũng kiêng kỵ cũng là cấp bậc thiên tôn sao vật chất màu xám trong cơ thể hắn đã hoàn toàn tản đi bởi vậy hắn lại vào núi một chuyến cho đến khi cảm giác mình điên cuồng hóa lúc này mới rời đi năm tháng sau lang hàn mới khôi phục bình thường Ngươi đang đùa với lửa, ngõa lý nói, tuy loại vật chất thần bí này sẽ tiêu tan, nhưng ảnh hưởng đối với ngươi là vĩnh viễn, ngươi lại đi vào mấy lần, ta có thể khẳng định ngươi không cách nào lại đi ra. Lúc này Lăng Hàn mới sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới cái này lại hung hiểm như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên thả chuyện này, chờ sau khi hắn bước vào tiên vương, lại đi đỉnh núi nhìn. Hắn là người tò mò, không biết rõ, trong lòng hắn khó chịu. Lang Hàn cùng hổ nữ, nữ hoàng trở về thiên hoang sơn, dọc theo đường đi hai nữ thỉnh thoảng ôm hỗn độn nguyên thạch tu luyện các nàng đã tu thành thái trụ vô cực thể bản thân có thể hóa thành thời gian chảy căn bản không cần sử dụng phòng tu luyện thời gian bất quá dù các nàng đều là đế tinh hơn nữa đã đạt đến tiên phủ đỉnh cao nhưng muốn chuyển hóa ra phần nguyên lực thứ nhất là khó như lên trời ngay cả lang hàn cũng như vậy điều này cần thời gian tích lũy dài lâu nhưng bọn họ mới ở giai đoạn này bao lâu tu luyện đến cuối cùng đều cần thời gian dài lâu tích lũy đặc biệt là vượt qua đại cảnh giới vậy là làm sao cũng không gấp được. Có điều, ba người bọn họ, bao quát nhu yêu nữ cũng tu ra thời gian tiên thể, chỉ là nhu yêu nữ yếu hơn một ít, bên ngoài qua một năm, bọn họ đã tu luyện 100 năm, 1.000 năm. Bốn năm sau, bọn họ trở lại Thiên Hoang Sơn, so với kế hoạch nhiều hơn một năm, đó là bởi vì bọn họ vừa đi vừa nghỉ, ảnh hưởng tốc độ. Lần này, bởi vì lăng hàn tu luyện bí pháp của hàng hoang thiên tôn, có thể không bị sương mù ảnh hưởng, dễ dàng liền lên núi. Không nghĩ tới bọn họ lại không phải nhóm người cuối cùng trở về, bọn người huyết qua, Hoài Kiếm, Tỉnh Trung Nguyệt còn ở trên đường, trong năm người mới nhập môn, chỉ có Lăng Hàn cùng Khư Tinh trở về. Lăng Hàn không quan tâm chuyện của người khác, hắn tiếp tục tu luyện, một bên tìm cơ hội, lại đi cứu một nhóm nhân tộc. Sau 9 ngày, huyết qua trở về, nhưng gợi ra náo động không nhỏ. Hắn không chỉ bước vào cửu liên, hơn nữa còn đạt đến tình trạng nhị diệp. Cái này quá kinh người, làm sao có khả năng nhanh như vậy? cảnh giới không phải từng chút mài ra sao. Sau đó Lăng Hàn mới biết, hóa ra bộ tộc huyết qua này thích ăn tinh huyết sinh linh, bình thường chứ ở trong người, mà sau khi đột phá cửu liên, những tinh huyết này sẽ tan ra, hóa thành năng lượng cuồn cuộn, để tu vi của bọn họ tăng vọt. Nhưng chỉ có một cơ hội như thế, thiên phú kém nhiều nhất cũng chỉ từ cửu liên nhất diệp sơ kỳ bước vào trung kỳ, nhưng huyết qua là đế tinh, một hơi liền sông lên nhị diệp, mạnh đến nỗi giận sôi. Trường 2621, Thăng Nguyên, Hạ, không hổ là siêu cấp đế tinh, tiến hóa lũy thừa tiếp cận thậm chí đạt đến 11, bạo phát ra thực sự là quá khủng bố. Huyết qua trở về, chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến Lăng Hàn. Hắn nhịn quá lâu, trước bị Lăng Hàn vô duyên vô cớ làm mất mặt, nhưng không có người nào giúp hắn nói chuyện, để hắn nín một hơi, có thể một hơi sông lên cảnh giới cao như thế, cũng là bởi vì trong lòng quá hận, hóa thành động lực mãnh liệt. Nếu không thì, tinh huyết bạo phát là cực kỳ khó chịu, hắn đã sớm không chống đỡ nổi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đáp ứng luận bàn với hắn, thời gian phóng tới sau 10 ngày. Hắn chắc chắn ở trong vòng 10 ngày xông lên thăng nguyên cảnh, nhưng chỉ là thăng nguyên tiểu thành, hắn cũng rất khó ngang hàng huyết qua, dù sao đối phương cũng là siêu cấp đế tinh, trình độ nghịch thiên không kém hắn. Nhưng hắn còn có thể lấy ra năng lượng hư tử, một khi mở ra hạn mức tối đa của thăng nguyên cảnh, hắn sẽ đạt đến độ cao thế nào? Thăng nguyên viên mãn, thậm chí càng mạnh hơn, hắn rất chờ mong. Huyết qua đối với chuyện này cũng không có dị nghị, thời gian 10 ngày quá ngắn, cho dù dùng tới thời gian chảy ra tốc, nhiều nhất cũng chỉ chừng 30 năm, nhiều lắm để Lăng Hàn hoàn thành đột phá cửu liên, nhưng so với hắn vẫn kém quá nhiều. Phải biết, ở sau khi bước vào cửu liên bạo phát, đó là năng lực đặc biệt của bộ tộc bọn họ. Hắn một lòng bình tĩnh, muốn hành hạ Lăng Hàn. Sau 3 ngày, tỉnh Trung Nguyệt cũng quay về, nàng thành công bước vào cửu liên, hơn nữa còn là cửu liên nhất diệp trung kỳ, tuy không sánh bằng huyết qua, nhưng cũng hết sức kinh người. Hiển nhiên, nàng cũng có cơ duyên kinh người. Lại hai ngày sau, hoài kiếm trở về, tu vi của hắn cũng có bước tiến dài, đạt đến cửu liên nhất diệp hậu kỳ. Có người nói ở Kim Vân Sơn được kỳ ngộ lớn, thu được khối độ hỗn độn nguyên thạch tinh khiết kinh người. Nhưng bọn họ đều không thể so với huyết qua, trước đó ngũ đại siêu cấp đế tinh hầu như khó phân cao thấp, nhưng hiện tại khác nhau rõ ràng, huyết qua một ngựa tuyệt trần. Mà Lăng Hàn lúc trước mạnh nhất hiện tại là tu vi lót đáy, bất quá không ai dám xem thường hắn dù sao thể thuật của thứ này mạnh đến nghịch thiên mà lang hàn thì vẫn vùi đầu khổ tu như cũ hắn rời chỗ ở nhưng vẫn ở trong thiên hoang sơn và sơn mạch này quá rộng lớn ở trong cơ thể hắn đang phát sinh biến hóa long trời lở đất hiện tại hắn biết tại sao nguyên lực khó ngưng tụ như thế so sánh một chút linh lực là trạng thái khí mà nguyên lực là trạng thái lỏng hắn cần phải làm là hóa lỏng linh lực trong quá trình này linh lực sẽ nồng nặc ngàn vạn lần giọt nguyên lực thứ nhất liền có thể bùng nổ ra lực lượng kinh khủng. Nhưng muốn áp xúc linh lực, cái này là cực kỳ khó, không cẩn thận sẽ làm mình nổ nát tan. Trải qua trăm lần, ngàn lần thất bại, Lăng Hàn rốt cục chắc chắn. Âm âm âm, linh lực rít gào, bọn nó tự nhiên không cam lòng bị áp xúc, tiêu vong, kháng tính cực kỳ mạnh. Lăng Hàn cũng không để ý, cường lực chân áp, từng phần linh lực bị áp xúc, trồng chất đến trình độ 10 vạn phần. Bình thường, một vạn phần linh lực liền có thể áp xúc thành giọt nguyên lực thứ nhất, nhưng Lăng Hàn có hùng tâm, cùng một chỗ áp xúc 10 vạn phần linh lực, có thể để cho hắn ở Thang Nguyên cảnh lập tức bước ra một bước rất lớn. Hắn toàn lực áp xúc, linh lực nguyên bản vô hình, nhưng ở dưới 10 vạn lần áp xúc, lại mạnh mẽ hóa thành sương mù. Tiến thêm một bước nữa, sương mù liền có thể hóa lỏng thành nước. Trong lòng Lăng Hàn gầm dữ dội, phù, toàn bộ sương mù ngưng tụ, một giọt nước lặng yên hình thành. Nguyên lực ngưng tụ thành, Thang Nguyên cảnh, hai mắt của Lăng Hàn bỗng nhiên mở ra, nhất thời bắn ra ánh sáng kinh người, như có thể xuyên thấu thiên địa. Soảng, lôi vân dày đặc, thiên kiếp đã tới. Đừng xem hắn chỉ ngưng tụ thành giọt nguyên lực thứ nhất, nhưng vượt qua một bước này là bản chất đột biến, để hắn bước vào thiên địa mới. Hắn hét dài một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, không sợ thiên kiếp. Đến đây đi, hắn lấy cuốn sách không mở ra được kia, vận chuyển công pháp đặc thù của ngõ lý, lấy ra năng lượng trong đó, nhất thời, có kiếp uy càng thêm đáng sợ giật động. Lăng Hàn có chừng có mực, lấy ra một chút xíu lực lượng rèn luyện bản thân, lập tức dừng lại, một khi hắn để thăng nguyên kiếp biến thành thiên tôn kiếp, vậy hắn chết chắc rồi. Một khi bước vào thăng nguyên cảnh, lũy thừa sinh mệnh của Lăng Hàn nhất thời xuất hiện tăng vọt, cũng mở ra không gian tiến hóa. Năng lượng hư tử rèn luyện thân thể, thể lực của hắn bắt đầu tăng vọt. Cảnh giới tăng lên hẳn là rất chậm rất chậm, đây là một quá trình lửa nhỏ hầm canh, nhưng năng lượng hư tử chính là lực lượng bản chất của nguyên thế giới, vượt xa độ cao của quy tắc, cái này dùng để rèn luyện một sinh linh cửu liên, hiệu quả tự nhiên là tốt đến kinh người. Thể lực của hắn bắt đầu tăng vọt, nguyên bản chỉ có thể so với thăng nguyên viên mãn sơ kỳ, hiện tại lập tức nhảy đến trung kỳ, nhưng tốc độ tăng lên lại không có dấu hiệu đình trệ. Xoảng, 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 lôi vân dày đặc, chấp giật cuồng phách, hóa thành từng lôi đình cự nhân, cuồng oanh loạn tạc về phía lăng hàn. Nhưng đây đối với thể phách của lăng hàn mà nói, là bé nhỏ không đáng kể. Dưới năng lượng hư tử rèn luyện, để bất diệt thiên kinh của lăng hàn cũng phát huy ra uy lực mạnh hơn tăng lên cường độ thể phách lăng hàn một bên ác chiến thiên kiếp một bên đi ở biên giới vách núi không ngừng hấp thu năng lượng hư tử tăng lên thể lực cùng thể phách sau một ngày thiên kiếp đi qua nhưng lôi vân không có tiêu tan còn một hồi ngưng tụ một hồi tan giã điều này là bởi vì lăng hàn còn sử dụng năng lượng hư tử cường hóa mình cấp độ lực lượng này quá cao mỗi đi qua một lúc thực lực của lăng hàn sẽ mạnh mẽ một phần hầu như là mắt trần có thể thấy, tốc độ quá nhanh. Cho đến khi 10 ngày kỳ hạn đến, hắn mới chưa hết thòm thèm mà ngừng lại. Hắn chìm đắm trong sung sướng khi thực lực tăng lên, hiện tại dừng lại, để hắn cảm thấy trong lòng thất lạc. Hiện tại thể thuật của ta hẳn vượt qua thăng nguyên viên mãn đỉnh cao. Lăng Hàn âm thầm suy đoán, theo sinh mệnh lũy thừa mà ngõ lý nói, ta hẳn là hơn 4.300, nhưng cách 5.000 điểm còn kém xa. Sinh mệnh lũy thừa đạt đến 5.000, kia chính là tiên vương. Lăng Hàn trở về, nhưng không có đi chỗ ở của mình, mà trực tiếp đi hóa kiếm phong. Đây là ngọn núi cao nhất sốc nhất trong thiên hoang sơn, xa xa nhìn sang thật giống như một thanh kiếm đâm vào mây xanh. chương 2622, đánh nổ. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn không có sử dụng lực lượng quy tắc, nhưng hai chân bước một cái, tự nhiên bắn ra lực lượng kinh khủng, không gian thật giống như bị mạnh mẽ đẻ ép, hắn một bước chính là vô cùng xa. Oanh oanh oanh, hắn một đường đấu đá lung tung, căn bản không ngừng, núi đá chặn ở trước mặt hắn từng khối từng khối nát tan. Lăng Hàn hét dài một tiếng, âm thanh như bố tạ, chấn động đến giữa núi từng khối từng khối đá bắt đầu nhảy lên, sau đó đùng đùng đùng, từng cái bạo nát. Hắn leo lên hóa kiếm phong, lại nhanh như chớp, một lúc sau mới chỉ hoãn bước tiến, bước chậm như người thường. Hơn một giờ sau, Lăng Hàn đi tới đỉnh ngọn núi, nơi này có một bình đài to lớn. Nguyên bản nơi này là đỉnh nhọn, nhưng bị cắt bỏ, hẳn là cố ý, vừa vặn dùng để chiến đấu, Bốn phía bình đài đã đứng rất nhiều người, đám người nữ hoàng, tiểu khủng vẫn ôm ở trong lồng ngực nhu yêu nữ, hoài kiếm, tỉnh trung nguyệt, tử xương. Trên căn bản đệ tử tầng thứ cửu liên đều đến, huyết qua báo thù sốt ruột, tự nhiên cũng rất sớm liền đến, hắn vẫn là hình tượng đại hán chọc đầu, hai tay đặt sau lưng, gió núi thổi qua, quần áo trên người hắn phát ra tiếng phần phật. Người tới quá chậm, hắn lạnh lùng nói, lang hàn nhoẻn miệng cười, muốn ăn đòn gấp như thế sao? Ha ha, huyết qua cười hai tiếng, nhưng không hề ý cười. Lẽ nào ngươi còn không biết ta hiện tại là tu vi gì sao? Lông mày của hắn tràn ra một đóa hoa sen, chín cánh hai lá, đen kịt như mực. Ta là cửu liên nhị diệp, người thì sao? Xác nhận tu vi của huyết qua thực sự là cửu liên nhị diệp, sắc mặt đám người phong hải loan, tứ hoang vân không ai không nghiêm túc, ở trên tu vi bọn họ đã bị tiểu sư đệ này vượt qua. Lăng hàn cười nhạt, mì tâm xuất hiện một đóa hoa sen, chín cánh nhưng chỉ có một lá, hơn nữa chiếc lá này còn cực kỳ mơ hồ, hầu như không có thành hình. Đám người hoài kiếm tự nhiên rõ ràng, Lăng Hàn quả thật có tiến bộ, bước vào cửu liên, nhưng chỉ có tu vi cửu liên nhất diệp sơ kỳ, thậm chí còn là sơ kỳ trong sơ kỳ. Tranh lệch cảnh giới là vừa xem hiểu ngay, lúc trước sánh vai cùng nhau, hiện tại ưu thế dẫn trước của huyết qua đã cực kỳ rõ ràng. Giống nhau có thể đánh bạo ngươi, Lăng Hàn nói, khẩu khí thật lớn, huyết qua cười gần, hắn biết Lăng Hàn thể thuật kinh người, đạt đến sức chiến đấu cửu liên nhị diệp đỉnh cao, thậm chí cửu liên tam diệp sơ kỳ, nhưng hắn thì sao, chính là siêu cấp đế tinh, sức chiến đấu bay thẳng cửu liên tam diệp hậu kỳ thậm chí đỉnh cao. Bá, trước đó ngươi quá ngông cuồng, ta sẽ đòi lại toàn bộ đồ vật ngươi nợ ta. Xeo, thân hình hắn giết ra, nhanh như chấp giật. Lăng hàn thong dong tùy ý ra quyền, oanh, 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 hắn nhìn như không nhanh không chậm. Nhưng mỗi một quyền đều vừa đúng cản lại công kích của huyết qua, không rơi xuống hạ phong mảy may. Cái gì, mọi người thấy vậy, mỗi một người đều trợn to hai mắt sao có thể có chuyện đó, mọi người đều là siêu cấp đế tinh, như vậy chỉ cần có một phương về mặt cảnh giới hơi chiếm thượng phong, liền khẳng định có thể thắng lợi. Lăng Hàn hét dài một tiếng, trên song quyền quấn quanh ánh chấp, đây là hắn kết hợp quy tắc cùng thể thuật, bùng nổ ra lực sát thương càng khủng bố. Hắn thẳng thắn thoải mái, hắc liên trong mi tâm chập trờn, phảng phất như sống lại. Lần này Lăng Hàn căn bản không có hứng thú từng chiêu từng thức chơi với huyết qua, mà sức chiến đấu toàn mở, hoàn toàn áp chế huyết qua. Tất cả mọi người nói không ra lời, Lăng Hàn mạnh mẽ để bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Rõ ràng vừa mới bước vào Cửu Liên mà thôi, nhưng sức chiến đấu lại đạt đến Cửu Liên Tam Diệp đỉnh cao, thậm chí còn mạnh hơn một chút xíu, như vậy chờ hắn đạt đến Cửu Liên Tam Diệp, có phải ngay cả Tổ Vương cũng có thể liều mạng không? Huyết qua gào thét, hắn không thể tin tưởng, mình đạt được tiến bộ kinh người như vậy, nhưng vẫn không phải đối thủ của Lăng Hàn. Hơn nữa, hắn vẫn tràn đầy tự tin, cho là mình có thể dễ dàng thủ thắng gia ngụm ác khí, ai ngờ hoàn toàn không như mong muốn. Hắn hóa thành nguyên hình, chỉ là một con huyết trùng dài không tới một thước, xeo xeo xeo, công kích như bay, nhanh đến mức kinh người, nỗ lực đột phá cực hạn mà thị lực của Lăng Hàn có thể lần theo. Nhưng cái này hoàn toàn là vọng tưởng, hiện tại Lăng Hàn lấy thể thuật làm chủ, căn bản không cần thuyên chuyển quy tắc, liền để tốc độ xuất kích của hắn có thể nhanh hơn người cùng cảnh giới một ít. Tuy chỉ một ít, nhưng đối với đế tinh mà nói, kém một ít như thế còn bình thường sao? oanh lang hàn đánh lên người huyết trùng một quyền tuy diện tích tiếp xúc nhỏ nhưng quyền lực của hắn quá bá đạo đánh huyết trùng phun ra một chùm xương máu đau đến huyết qua không ngừng lăn lộn lang hàn đắc thế không tha người ai bảo thứ này khiêu khích mình nếu không phải đây là thiên hoang sơn hắn sẽ trực tiếp xuống tay ác độc xóa đi con dẹp này được rồi được rồi mọi người vội vàng tiến lên khuyên can lang hàn lại oanh mấy quyền lúc này mới dừng tay lúc này mọi người nhìn về phía lang hàn ánh mắt liền hoàn toàn khác nhau đây là một kình địch làm sao cũng tránh không thoát có lăng hàn tồn tại về sau tài nguyên tu luyện chắc chắn sẽ bị phân đi một tảng lớn tử sương cực kỳ hối hận sớm biết trước liền phải kết thành đồng minh với lăng hàn hiện tại nàng nhắc lại việc này đã là lăng hàn mạnh nàng yếu bàn điều kiện tất nhiên là nàng bị thiệt thòi lăng hàn cùng ba nữ trở lại nhưng rất nhanh bốn người lại cùng rời đi nơi ở hồ nữ nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đều muốn đột phá ở trong sơn giã không người, ba nữ phân biệt đột phá, mà Lăng Hàn thì cầm quyển sách kia, tiếp tục lấy ra năng lượng hư tử trong đó, để thể lực của mình tăng lên. Sau một ngày, ba nữ lục tục đột phá xong, bước vào thăng nguyên, cách tiên vương lại gần một bước. Bọn họ cũng không vội trở lại, Lăng Hàn để ba nữ tiếp tục thử nghiệm hấp thu năng lượng của quyển sách thần bí, nhưng các nàng không có thực sự tiếp xúc qua lực lượng thiên địa, cho dù có công pháp của ngõ lý, vẫn tìm không được manh mối thật giống như họa sĩ cho tới bây giờ không có gặp qua con cọp, bất luận miêu tả hình dạng con cọp ra sao, hắn cũng không thể họa ra con cọp giống như đúc. Lăng Hàn chỉ cảm thán đáng tiếc, nhưng không quan trọng lắm, chỉ cần ba nữ có thể thành tựu tiên vương tầng 9, như vậy vẫn có cơ hội hấp thu lực lượng bản chất của nguyên thế giới, từ đó bước vào hàng ngũ thiên tôn. chương 2623, Ngài là Hổ nữ cùng nữ hoàng tuyệt đối có thể thành tựu tiên vương tầng 9, nhưng nhu yêu nữ liền không nói được rồi, có điều cũng không ai muốn nàng trở thành sức chiến đấu chủ yếu A à. Thoáng một cái đã 13 năm qua đi Lăng Hàn không ngừng lấy năng lượng hư tử rèn luyện bản thân Đã tu thể thuật đến cảnh giới cực cao Theo lời giải thích của ngõa Lý Hiện tại sinh mệnh lũy thừa của hắn là 4.424 Đã vượt qua cửu liên tam diệp một đoạn dài Mà đợi nhiều năm như vậy Phòng bà bắt đi nô lệ nhân tộc cũng đã lắng xuống Hai vị tổ vương lần thứ hai nên làm gì thì làm Không có ngày đêm bảo vệ Lăng Hàn lại có cơ hội Chờ đạo thần niệm của hàng hoang thiên tôn kia lần thứ hai rời đi, hắn còn để ngõ lý xác nhận một hồi, sau đó lập tức triển khai hành động. Lần này thực lực của hắn càng mạnh hơn, tốc độ bắt người tự nhiên càng thêm nhanh hơn, vẻn vẹn chỉ hơn một giờ, hắn liền thu sạch tất cả nhân tộc vào trong hắc tháp, căn bản không làm kinh động một người, ung dung quay lại. Nhưng mà, thời điểm đi mới một nửa đường, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái bóng sáng choang. Đây là một người, nhưng làm sao cũng không thấy rõ khuôn mặt thậm chí vóc người rõ ràng đứng ở nơi đó, lại cực kỳ quỷ dị. Hẳn là một cường giả, lẽ nào vừa nãy hắn hành động bị người này nhìn thấy. Nhưng vì cái gì chắn hắn ở chỗ này, người trẻ tuổi, lá gan rất lớn a bóng người này nói, không biết người đang nói cái gì. Trong lòng lăng hàn chấn định lại, chỉ cần hàng hoang thiên tôn không ở, sẽ không có người có thể phát hiện hắc tháp trong cơ thể hắn, vậy tự nhiên không cách nào bắt được tay cầm của hắn. Bắt tặc phải bắt tận tay, hắn hoàn toàn có thể đẩy sạch sành xanh, một mực không tiếp thu. Bóng trắng cười ha ha, cười một hồi mới nói. Người trẻ tuổi, người bắt nhiều nhân tộc như vậy là muốn làm gì? Trong lòng lăng hàn căng thẳng, nhưng trên mặt không hề có vẻ kinh dị. Không biết người đang nói bậy bạ gì, ta tận mắt thấy người thu những nhân tộc kia vào trong không gian thần khí, người cũng đừng nói ta nhìn lầm, điều này là không thể. Bóng trắng nói, lăng hàn nhất thời hiện ra sát cơ, hắn cùng dị vực vốn là lập trường đối địch, nếu người này phát hiện bí mật của hắn, vậy cũng chỉ có một đường xóa bỏ. Xeo, thân hình hắn giết tới, trực tiếp lấy ra tiên ma kiếm, một kiếm ra, nhưng vô thanh vô tức, cũng không có một chút ánh sáng nào tỏa ra, nhưng phối hợp thể lực kinh người của hắn, có thể phát huy ra lực sát thương đáng sợ. Một kiếm cắt qua, lang hàn từ trong bóng trắng xuyên thấu mà qua, lấy sắc bén của tiên ma kiếm lại không có tạo thành tí tẹo thương tổn. Ô, tiểu tử ngươi quả nhiên phúc duyên không cạn, lại còn đạt được một tiên khí. Bóng trắng có vẻ hơi kinh ngạc, lang hàn càng thêm khiếp sợ, Đối phương nói chính là tiên khí mà không phải tổ khí, điều này có ý vị gì?" Phệ Kim Thiết a, bóng trắng cười nói, loại tiên kim này có tính chất trưởng thành mạnh mẽ, tiên kim cũng không phải cực hạn, ngày sau có thể rèn thành thiên tôn pháp khí. Nhãn lực kinh người, trong lòng lăng hàn cả kinh, lẽ nào thiên tôn bảo khí đều là Phệ Kim Thiết làm sao? Nếu không thì, tiên kim chính là điểm cuối, còn làm sao tìm được vật liệu càng mạnh mẽ hơn tiên kim? Không cần sốt sắng, không cần sốt sắng nếu như ta có định ý với ngươi, thì làm sao có khả năng ở nơi này nói chuyện cùng ngươi. Bóng trắng cười nói, an ủi Lăng Hàn, nhưng một câu nói kế tiếp của hắn lại để Lăng Hàn kinh ra mồ hôi lạnh. Ngươi đến từ tiên vực A, phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn là để hắc tháp phát huy, sau đó mang theo ba nữ lập tức rời đi, nhưng một ý nghĩ nói cho hắn, không nên vọng động như vậy. Tuy khuôn mặt người này không hiện ra, nhưng tự có một luồng khí thế khiến người sợ hãi, nhân vật như vậy nếu muốn đối phó hắn, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội phát động hắc tháp, đã sớm ra tay rồi. Tiền bối là người nào? Lăng Hàn không có thừa nhận cũng không phủ nhận, bóng trắng cười, sau đó thở dài một tiếng nói. Ta giống ngươi, cũng đến từ tiên vực, trong lòng Lăng Hàn run lên nói. Lẽ nào tiền bối là một nhóm người sớm nhất bị mang vào dị vực sao? Coi như thế đi, bóng trắng nói, âm thanh có chút thê lương, Lăng Hàn kinh hãi. Vậy đối phương đi tới dị vực hẳn đã có mấy kỷ nguyên, thực sự là không dễ dàng. Tiểu tử, vì sao ngươi lại tới nơi này?" Bóng trắng hỏi, Lang Hàn ý nghĩ bay lộn, tuy hắn không thể dễ tin người khác như vậy, người này ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra, liền muốn hắn tin tưởng đối phương. Nhưng một trực giác nói cho hắn, phải nói thật, đầu tiên, đối phương xác thực nhìn ra thân phận chân thật của hắn, vì lẽ đó lại muốn ẩn giấu hắn là người tiên vực thực đã không có ý nghĩa gì. Hắn suy nghĩ một chút, mới đem sự tình gặp phải tiên vực thiên tôn cưỡng bức, chỉ có thể trốn đi dị vực nói một lần. Sau khi bóng trắng nghe xong, rơi vào trạng thái trầm mặc, thật lâu mới nói. Cửu ngũ cùng phong tình, quả nhiên vẫn lạnh lùng vô tình như vậy, vì mình có thể siêu thoát, đã không để tất cả ở trong lòng. Trong lòng lăng hàn nhảy oanh oanh, nghe khẩu khí bóng trắng nói chuyện, thật giống như cùng cửu ngũ thiên tôn, phong tình thiên tôn là một cấp số. Tiên, tiên vực thiên tôn, hắn đột nhiên ngẩn ra, người này sẽ không phải là duyên sinh thiên tôn chứ. Tuy đều nói lúc trước duyên sinh thiên tôn lấy một địch chín, chặn chín tên thiên tôn của dị vực, dưới tình huống người bị thương nặng, thậm chí lấy thân va chạm thông đạo hai giới, tranh thủ cho tiên vực vài kỷ nguyên hòa bình. Thế nhưng, vạn nhất vị này không chết, mà bị dị vực thiên tôn bắt đến nơi này thì sao? Không đúng không đúng, nếu hắn thực sự là duyên sinh thiên tôn, thì làm sao có khả năng như không có chuyện gì xảy ra đứng ở chỗ này? Xin hỏi phong hào của tiền bối, Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhưng tràn ngập kỳ vọng. Ha ha, ở nhiều kỷ nguyên trước, Ta có cái phong hào là Vô Nhạc." Bóng trắng cười cợt, nhưng Lăng Hàn có thể nghe ra cay đắng trong nụ cười, sau khi cười xong, hắn dừng một chút, lại nói: "Vô Nhạc Thiên Tôn, phốc, Lăng Hàn nhất thời phun ra ngoài, cái bóng trắng này lại là một vị Thiên Tôn, hơn nữa còn là Tiên vực Thiên Tôn. Hoàn toàn không hợp đạo lý a, à. đến, ta đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi, chuyện này cũng cần ngươi hỗ trợ, bằng không ta cũng sẽ không liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy tới gặp ngươi." Vô Nhạc Thiên Tôn nói chương 2624, lực lượng độc nhất vô nhị. Nếu ngươi không thể hoàn thành chuyện này, vậy tiên vực liền thật xong đời. Kháo, nghiêm trọng như thế, lang Hàn cười khổ nói, tiền bối, vãn bối chỉ là vừa bước vào thăng nguyên cảnh, vai còn non lắm, sợ là không gánh nổi trọng trách như vậy. Vô nhạc thiên tôn lắc đầu, người trẻ tuổi, người còn không biết lợi hại trong này a à? Hắn thở dài, lại nói, mười mấy kỷ nguyên trước, dị vực xâm lấn, bản tôn cùng cửu ngũ, phong tình, thanh hỏa chung một chỗ đón đánh dị vực thiên tôn, nhưng đánh tới cuối cùng, ba gia hỏa kia vì tư lợi lại bị người dị vực thuyết phục, vì siêu thoát mà cùng dị vực liên thủ hợp tác. Cái gì siêu thoát, lang hàn hiếu kỳ, vô nhạc không nói gì, bây giờ đã là lúc nào, tiểu tử này còn quan tâm chuyện vặt vãnh kia. Nhưng thấy bộ dáng lang hàn hiếu kỳ, hắn biết nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tên này cho thỏa đáng, nếu không hắn có khả năng tâm vẫn không yên. Đầu tiên, người biết thiên tôn là làm sao vượt qua quy tắc không? hắn hỏi ngược lại, vấn đề này rất lớn, toàn bộ thiên hạ phỏng chừng chỉ có vài người có thể trả lời được, có điều, Lăng Hàn chính là một người trong đó. Bởi vì hắn đã từng là chúa tể thiên địa, cũng đạt được mô hình, công thức của ngõ lý, biết làm sao lấy ra lực lượng thiên địa. Lấy ra lực lượng bản chất của thiên địa ôn dưỡng bản thân, hóa thành ngọn nguồn động lực, mà không phải thuyên chuyển quy tắc. Lăng Hàn hồi đáp, vô nhạc thiên tôn có vẻ hơi kinh ngạc, tuy hắn hỏi một câu, nhưng cũng không cho là một thăng nguyên cảnh nho nhỏ có thể trả lời được hắn hơi sướng sờ, mới nói, tuy lý giải của ngươi còn chưa hoàn toàn chính xác, nhưng cũng kém không nhiều. Thế nhưng, mỗi thế giới đều có lực lượng độc nhất vô nhị, đây là điều kiện tiên quyết để một vị diện có thể sinh ra. Mà thiên tôn đắc đạo, có thể nắm giữ tất nhiên chính là loại lực lượng độc nhất vô nhị này. Một khi rời đi thế giới này, lực lượng sẽ chậm rãi khô cạn, rời khỏi vị trí thiên tôn. Lăng Hàn kinh ngạc, điểm ấy ngõ lý không có nói với hắn, hắn gật gù. Đây giống giống như một người bình thường, không có đồ ăn bổ sung thân thể sẽ chậm rãi suy yếu cái tỷ dụ này rất hình tượng vô nhạc thiên tôn gật đầu chỉ là thiên tôn quá mạnh mẽ quá trình này sẽ dài lâu vô hạn nhưng bất luận dài lâu cỡ nào chỉ cần còn ỉ lại loại lực lượng này liền không thể tránh khỏi thiên tôn thật giống như một cây xanh vẫn cần cắm rễ ở trên bổn vị diện cùng một nhịp thở lang hàn liền không rõ nói đã như vậy không phải đám người cửu ngũ thiên tôn càng phải bảo vệ tiên vực sao nếu như tiên vực diệt như vậy lực lượng độc nhất vô nhị của tiên vực sẽ biến mất, vậy cửu ngũ, phong tình, thanh hỏa thiên tôn còn làm sao khiếu ngạo thiên hạ. Mặc dù thiên tôn là đại danh từ mạnh nhất, nhưng trên thực tế thiên tôn cũng có mạnh yếu khác biệt, cấp độ phân chia. Vô nhạc thiên tôn thong thả nói, điểm ấy lăng hàn biết. Bởi vì sinh mệnh lũy thừa của thiên tôn hẳn là 15.000 điểm, nhưng hàng hoang thiên tôn tiếp cận 16.000 điểm, để ngõ lý cũng cảm thấy khủng bố. Xin hỏi tiền bối, thiên tôn còn chia bao nhiêu cấp độ? Hắn hỏi, Vô nhạc thiên tôn lắc đầu, ta cũng không biết. Lang hàn không khỏi không nói gì, chỉ cảm thấy vị thiên tôn này còn rất dụ dỗ. Bản tôn chỉ đi qua tiên vực cùng dị vực, nhưng dựa theo bản tôn biết, còn rất nhiều vị diện, có vô số nhân vật mạnh mẽ. Vô nhạc thiên tôn nói, này cũng chỉ là bản tôn suy đoán, nắm giữ lực lượng độc nhất vô nhị của một thiên địa hẳn là bước thứ nhất của thiên tôn. Nhưng ngoại trừ loại lực lượng này ra, trong thiên địa còn có lực lượng khác, đây mới là cơ sở tạo thành toàn bộ thiên địa lực lượng độc nhất vô nhị kia chỉ có thể nói là đặc sắc của một thiên địa lại nắm giữ một loại lực lượng cơ sở hẳn là bước thứ hai của thiên tôn mà một khi bước ra bước thứ hai thiên tôn liền có thể chân chính siêu thoát không bị ràng buộc ở trên bổn vị diện ở vị diện nào cũng có thể cao cao tại thượng Lăng hàn gật đầu bởi vì ngoại trừ lực lượng độc nhất vô nhị lực lượng khác cũng thông dụng vậy dĩ nhiên đến vị diện nào cũng có thể lấy ra lực lượng thiên địa của vị diện ấy không cần lo lắng sẽ có một ngày khô cạn Đám người cửu ngũ ước định với dị vực, thời điểm tiên vực vị diện bị thôn phệ, những thiên tôn bọn họ cùng một chỗ lấy ra lực lượng trong hạt nhân tiên vực. Vô nhạc thiên tôn nói, muốn hấp thu lực lượng như vậy, chỉ có hai khả năng, thứ nhất thiên địa sơ khai, tất cả còn ở trạng thái sơ, những lực lượng này sẽ lộ ra bên ngoài. Thế nhưng, thiên địa sơ khai, không có một loại sinh linh nào đạt đến độ cao của thiên tôn, tự nhiên không thể nào làm được. Thứ hai, chính là thời điểm một vị diện hủy diệt. Thân thể lang hàn run lên nói ba tên thiên tôn kia vì mình siêu thoát vì lẽ đó không tiếc hủy diệt toàn bộ tiên vực vô nhạc thiên tôn thở dài lúc trước bản tôn cũng bởi vì điểm ấy mới cùng bọn họ mỗi người đi một ngả đạo bất đồng tương bất vi mưu không chỉ hắn phía sau còn có duyên sinh thiên tôn cũng một thân một mình đón đánh dị vực thiên tôn cuối cùng không thể không lấy thân hợp đạo phá hoại thông đạo hai giới nếu không thì phỏng trường sớm đã không có tiên vực trong lòng lăng hàn hơi động nói vậy bây giờ hằng hoang thiên tôn chính là muốn tiến thêm một bước nữa, trở thành. Nhị bộ thiên tôn, sinh mệnh lũy thừa của lão gia hỏa tiếp cận 16.000 điểm, một khi đạt đến, có phải là thành nhị bộ thiên tôn không? Vô nhạc thiên tôn lắc đầu, đó là chuyện không thể nào, nhưng nếu để hắn hoàn toàn luyện hóa ta, vậy hắn liền có thể thu được lực lượng độc nhất vô nhị của tiên vực, có thể tiến quân thần tốc tiên vực, đại sát một mạch. Một vị diện mạnh yếu không phải một hai cường giả đẩy lên, mà là vô số sinh linh xem dị vực muốn thôn phệ tiên vực, rất đơn giản, chính là giết tuyệt tuyệt đại bộ phận sinh linh, như vậy thiên địa trọng thương, sẽ cực kỳ suy yếu, bị thôn phệ dung hợp dễ dàng. Nếu như hằng hoang thiên tôn không bị lực lượng thiên địa của tiên vực áp chế, chỉ ít không có nghiêm trọng, như vậy hắn có thể đại khai sát giới, ngược lại ba vị kia ở tiên vực sẽ không ngăn cản, chỉ một mình hắn là có thể giết tiên vực đến thất thất bát bát. Đến thời điểm đó, chính là lúc tiên vực hủy diệt. Vô nhạc thiên tôn trước nói nghiêm trọng như vậy, hiển nhiên không phải cố ý khuyến đại. chương 2625, chính là ta. Lăng Hàn Cả Kinh nói, tiền bối, bị hàng hoang thiên tôn luyện hóa, vô nhạc thiên tôn gật đầu, lúc trước bản tôn lấy ít địch nhiều, liều mạng chết cũng muốn nổ nát thông đạo hai giới, thành công là thành công, nhưng bản tôn cũng chịu trọng thương, bị dị vực bắt. Hàng hoang này, ở trong thiên tôn của dị vực cũng là tồn tại số một số hai, có dã tâm lớn, đại trí tuệ. Hắn muốn luyện hóa bản tôn, thu được lực lượng thiên địa trong cơ thể bản tôn, nếu thành công, có thể làm cho hắn tu nhất bộ đến viên mãn, không sợ áp chế của tiên vực vị diện. Lang Hàn gật đầu, nắm giữ lực lượng độc nhất vô nhị của tiên vực, hàng hoang thiên tôn tương đương với người của tiên vực, tuy cấp bậc thiên tôn sẽ bị thiên địa nhằm vào, nhưng tình huống cùng thiên tôn dị vực xâm lấn là hoàn toàn khác nhau. Có thể trở thành thiên tôn, người nào không phải tuyệt đại thiên kiêu, cường giả vô thượng. Hàng hoang muốn luyện hóa bản tôn, đây chính là chơi kiếm hai lưỡi, cũng có thể bị bản tôn luyện hóa ngược lại." Vô Nhạc Thiên Tôn nói, nhưng ở dưới áp chế của vị diện này, bản tôn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, không cho Hằng Hoang thực hiện được. Nhưng chống lại lâu như vậy, lực lượng của bản tôn đã càng ngày càng suy yếu, sắp không kiên trì được nữa. Bởi vì Vô Nhạc Thiên Tôn chỉ đi ra bước thứ nhất, sau khi thoát ly tiên vực, hắn không cách nào lấy ra lực lượng độc nhất vô nhị kia nữa, khẳng định là càng ngày càng hư nhược, đặc biệt là còn phải đấu pháp với cường giả như Hằng Hoang Thiên Tôn. Có thể nói Vô Nhạc Thiên Tôn có thể kiên trì đến hiện tại đã là kỳ tích, cũng người mấy kỷ nguyên rồi. Lăng Hàn cực kỳ kính nể, cúi mình vái chào Vô Nhạc Thiên Tôn. Tiền bối nhân đức cao lượng, vãn bối khâm phục, nếu không có Vô Nhạc Thiên Tôn từ mười mấy kỷ nguyên trước hy sinh, còn có hắn bây giờ sao? Đừng nói hắn, ngay cả duyên sinh thiên Tôn cũng không thể xuất hiện, lịch sử đã sớm thay đổi. Vô Nhạc Thiên Tôn biểu hiện nghiêm nghị, bản tôn kiên trì không được thời gian bao lâu, vì lẽ đó ngươi nhất định phải lập tức trở lại tiên vực mời một vị tiên vương tầng 9 ra tay quấy rầy hàng hoang lại thêm bản tôn phối hợp có thể phá hỏng mưu đồ của hắn lang hàn không khỏi cười khổ vãn bối không thể quay về tiên vực bởi vì hiện tại thông đạo hai giới tràn ngập cơn bão năng lượng cái gì vô nhạc thiên tôn không khỏi thất thanh nói lang hàn nói chi tiết sự tình lúc trước một chút vô nhạc thiên tôn nói không ra lời lang hàn chỉ là thăng nguyên coi như hàng hoang thiên tôn hoàn toàn không có phòng bị lang hàn cũng không thể đến gần bên người đối phương phạm vi trăm trượng sớm bị lực lượng thiên tôn đáng sợ kia tiêu diệt. Lẽ nào, chỉ có thể như vậy sao? Hắn chỉ là một đạo tinh thần lạc ấn, căn bản không có bất luận lực lượng gì, mà cái này cũng là sau khi hắn toàn lực đối kháng hàm hoang thiên tôn miến cưỡng rút ra, hơn nữa chỉ có thể tình cờ hiện ra một hồi. Hắn vừa vặn nhìn thấy lăng hàn bắt đi nô lệ nhân tộc, mới sản sinh hiếu kỳ với hắn, lưu ý quan sát, chờ lần thứ hai phát hiện lăng hàn có hành động như vậy, hắn liền mạo hiểm đi ra thăm dò. Nếu như việc này để hàng hoang thiên tôn biết, hắn nhất định sẽ gặp phải trấn áp càng mạnh mẽ hơn muốn phân ra một đạo thần niệm cũng không thể nhưng lang hàn không thể quay về tiên vực đạo thần niệm này của hắn lại không hề có sức chiến đấu vậy chẳng phải là cái gì cũng làm không được sao dù hắn là thiên tôn cũng không khỏi bay lên một cảm giác tuyệt vọng lang hàn cắn răng một cái nói vãn bối nói không chắc có biện pháp hắn quyết định không thèm đến xỉa dùng đi lực lượng cuối cùng của hắc tháp nếu không thì nếu như tiên vực hủy hắn cùng các nữ chỉ có thể trở thành bèo không dễ. Chờ phá hoại mưu đồ của hàng hoang thiên tôn, lão gia hỏa là đang tung hỏa mù, cái gì nghiên cứu để người dị vực không sợ lực lượng thiên địa của tiên vực nhằm vào, kỳ thực chỉ là chính hắn mà thôi. Đến thời điểm đó hắn một mình bước vào tiên vực, khẳng định có thể thu được chỗ tốt lớn đến thiên tôn khác không cách nào tưởng tượng. Lăng Hàn tin tưởng, chỉ có ở trên chuyện xâm lấn tiên vực này là được nhiều thiên tôn nhất trí, nhưng muốn nói bọn họ tương thân tương ái, cái này đánh chết Lăng Hàn cũng sẽ không tin tưởng, quả thực là chuyện cười đây là đại nghĩa lăng hàn làm ra quyết định cũng kiên quyết không rời ngươi vô nhạc thiên tôn lắc đầu không phải hắn coi khinh lăng hàn nhưng một thăng nguyên cảnh có thể làm gì vãn bối có một thiên tôn bảo khí đến thời điểm đó thôi phát có thể phát huy ra sức chiến đấu cấp bậc chuẩn thiên tôn lăng hàn bê ra át chủ bài vô nhạc thiên tôn không khỏi kinh ngạc không ngờ tiểu tử ngươi lại có phúc xuyên như thế thiên tôn bảo khí lại thêm tiên ma kiếm cấp bậc tiên khí nói không chắc tương lai chính là hai thiên tôn bảo khí. Hắn bắt đầu suy tính, một lát sau mới gật gù. Việc này, có thể được, chúng ta phải tính toán một hồi. Một già một trẻ cũng không có lập tức bắt đầu, bởi vì thần niệm của vô nhạc thiên tôn không thể hiện ra quá lâu, vạn nhất để hàng hoang thiên tôn cảm giác hắn còn có một tia năng lực tự chủ, vậy kế hoạch liền thất bại. Mà Lang Hàn cũng không thể luôn ở chỗ này, sự tình lượng lớn nhân tộc lần nữa biến mất sắp lộ ra ánh sáng, hắn phải mau mau về chỗ ở của mình. Có điều, hiện tại hắn biết những nhân tộc này tồn tại hay không cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì với hàng hoang thiên tôn. Hắn chỉ cầm những nhân tộc này xem là danh nghĩa, dụng ý là che lấp tồn tại của vô nhạc thiên tôn mà thôi. Nói vậy lúc trước vô nhạc thiên tôn trọng thương, vừa vặn bị hàng hoang thiên tôn nhặt được tiện nghi, không có để dị vực thiên tôn khác biết, bằng không một bộ thiên tôn thì tuyệt đối sẽ gợi ra những thiên tôn khác oanh cướp. Coi như hàng hoang thiên tôn càng mạnh hơn, vậy nhiều lắm là lấy nhiều một chút, bắt được một chân, cánh tay gì đó. Lăng Hàn trở lại nơi ở, cũng không có báo chuyện này cho ba nữ biết, miễn cho các nàng lo lắng, chỉ bảo các nàng chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể rời đi nơi này. Đương nhiên còn có ngõ lý, con hàng này nắm giữ tri thức quá hữu dụng. Lượng lớn nô lệ nhân tộc lần thứ hai mất tích, cái này tự nhiên làm nổ thiên hoang sơn, cuồng đồ từ đâu tới lại hai lần đến thiên hoang sơn ngang ngược. chương 2626, Bộ Mặt Thật Thượng Hai tên tổ vương tìm tòi, tất cả đệ tử thiên tôn cũng khó thoát hiểm nghi, cần giao ra không gian thần khí kiểm tra. Có điều, Lăng Hàn có hắc tháp, chỉ cần không phải thiên tôn căn bản không thấy được, ung dung đi qua. Hiện tại, toàn bộ thiên hoang sơn lần thứ hai tiến vào trạng thái giới nghiêm, hai tên tổ vương cũng nín một hơi, thậm chí có ý gọi vài tên sư huynh đệ thập bát liên về, tra rõ việc này. Lăng Hàn bình định tâm tình, hắn ngược lại ở đây không bao lâu nữa, mà một khi hắn sử dụng hắc tháp bạo phát, nhất định sẽ thuận tiện giết chết mấy đế tinh dị vực, tỉ như huyết qua, ở ngay trước mặt hắn ăn nhân tộc, điều này làm cho Lăng Hàn sát ý sôi trào. Sau mười mấy ngày, vô nhạc thiên tôn cuối cùng lần thứ hai hiện ra, cùng Lăng Hàn thảo luận, chủ yếu là hắn nói, sắp xếp chi tiết hành động của Lăng Hàn, nơi đi sau khi thành công. Lăng Hàn dự định đi huyền nghịch vị diện, bởi vì không còn đường quay đầu. Nhưng vô nhạc thiên tôn lắc đầu, bản tôn đã là đèn cạn dầu, chờ thoát phây, liền đưa ngươi về tiên vực. Cơn bão năng lượng dĩ nhiên sẽ cho bản tôn trọng thương, nhưng bản tôn đã không để ý. Tiền bối, Lăng Hàn thay đổi sắc mặt, nhìn điệu bộ này của vô nhạc thiên tôn, là có ý bước theo duyên sinh thiên tôn, lấy thân hợp đạo, phá hoại thông đạo hai giới, cho tiên vực nhiều thời gian hơn. Không cần nhiều lời, bản tôn ý đã quyết, vô nhạc thiên tôn kiên quyết nói. Lăng Hàn chỉ có tư cách cung kính cúi đầu, thiên tôn thế hệ trước cũng không chỉ người vì tư lợi như cửu ngũ, phong tình, còn có tồn tại đạo đức tốt như vô nhạc, duyên sinh. Tiểu tử, người cũng có thể, vô nhạc thiên tôn cười nhìn Lăng Hàn, hắn cực kỳ thưởng thức lăng hàn, một mình trốn vào dị vực còn có thể sống vui vẻ tung tăng như thế, người như vậy có thể có mấy cái. Hai người rất thưởng thức nhau, tuy cảnh giới kém như trời cùng đất, tuổi tác cũng như thế, nhưng bởi vì niềm tin mà trở thành chiến hữu kiên định. Thương lượng hết thảy chi tiết, lăng hàn làm chuẩn bị cuối cùng, thu ba nữ cùng tiểu khủng vào hắc tháp, thuận tiện để ngõa lý biến thành dây chuyền treo trên người. Hắn chuẩn bị, buổi tối ngày thứ hai hành động, ở thiên hoang sơn có ban ngày đêm tối khác biệt, đó là thủ đoạn của thiên tôn, nhưng ban ngày dài đến ba ngày, đêm tối chỉ có một ngày. Một ngày đi qua rất nhanh, lăng hàn động, lần này, hắn không có che che giấu giấu, một tia thần niệm của hàng hoang thiên tôn còn không biết du lịch ở góc nào, mà bản tôn càng đang toàn lực luyện hóa vô nhạc thiên tôn, tuyệt đối là không để ý đến chuyện bên ngoài. Sư tử tầm thường, hắn chỉ cần vận dụng lực lượng hắc tháp là có thể trấn áp. Bá, muộn như vậy còn ở bên ngoài làm gì? Trong một tiếng quát mắng, Phong Hải Loan xuất hiện, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Lẽ nào ngươi chính là đạo tặc kia? Câu tiếp theo tự nhiên là hắn đang cố ý dội nước bẩn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Không sai, chính là ta. Phong Hải Loan sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn sẽ thừa nhận. Hắn hừ một tiếng nói. Việc này dính đến vinh dự của sư môn, nhưng người còn nhả như vậy, căn bản mắt không có tôn nghiêm của hàng hoang nhất mạch, ta chắc chắn sẽ bẩm báo hai vị sư huynh hắn căn bản không tin Lăng Hàn là đạo tặc bắt người kia, bởi vì đây đối với Lăng Hàn không có một chút xíu chỗ tốt. Lăng Hàn sờ sờ cầm, cười nói, tại sao thời điểm ta nói thật lại không có ai tin tưởng nhỉ? Được rồi, lần này thì sao? Hắn hiện ra diện mạo thật sự, ngươi, ngươi ngươi ngươi, phong hải loan kinh hãi, ngươi là nhân tộc kia, thật nhiều thiên tôn liên thủ truy nã Lăng Hàn, đây chính là đầu sỏ náo động toàn bộ dị vực. Nhưng mặc bọn họ tìm kiếm làm sao, cũng thủy chung không tìm được Lăng Hàn ai có thể nghĩ tới tên này lại trộn lẫn vào địa bàn của thiên tôn người thật to gan phong hải loan lớn tiếng kêu lên lần này hắn tin tưởng lăng hàn chính là đạo tặc bắt người kia lớn sao lăng hàn cười cợt thân hình hơi động đã giết tới phong hải loan oanh hắn vung ra một quyền như núi sụp đổ phong hải loan nào dám đón đỡ lúc trước hắn không phải đối thủ của lăng hàn hiện tại lăng hàn tiến thêm một bước hắn tự nhiên càng không phải đối thủ hắn vội vã thét dài phát ra tín hiệu cầu cứu. Song quyền của Lăng Hàn thẳng thắn thoải mái, đã triển khai nộ quyền, thể lực khủng bố lưu truyền, đồ vật vượt qua quy tắc phát huy, tuy chỉ tí tẹo, nhưng để lực phá hoại của hắn càng cao. Chỉ là mấy chiêu mà thôi, Phong Hải Loan cũng đã tràn ngập nguy cơ, không thể không thiêu đốt tinh huyết, nếu không thì hắn lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Hắn vừa giận vừa sợ, đây chính là Thiên Hoang Sơn A, đạo trường của một vị thiên tôn, lại bị một tên nhân tộc nhỏ bé làm giữ, cho dù giết Lăng Hàn thì đã làm sao, cái này chính là sỉ nhục vĩnh viễn của hàng hoang nhất mạch xeo 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 đã có người bay vụt đến chính là tứ hoang vân hắn nhìn thấy phong hải loan đang cùng lăng hàn giao chiến không khỏi kinh ngạc đến ngây người nơi này làm sao xuất hiện một nhân tộc lẽ nào là nô lệ trước đây cái này không phải là không có khả năng tuy trí nhớ của hắn rất tốt nhưng cần phải đi nhớ kỹ tướng mạo của nô lệ đê tiện sao còn không giúp đỡ phong hải loan lớn tiếng kêu lên hai cánh của hắn đã héo rút ngăn ngắn mấy phút mà thôi hắn đã già nua mấy chục tuổi, trên trán nguyên bản trong vắt như ngọc cũng xuất hiện từng nếp nhăn. Tuy môn hạ của hàng hoang có quan hệ cạnh tranh, nhưng hiện tại là ngoại địch xâm lấn, tứ hoang vân không dám không ra tay, bằng không sau đó bị truy cứu, cái tội này thật không nhẹ. Hắn là ai? Tứ hoang vân gia nhập chiến đoàn, một bên kinh hỏi, làm sao nơi này sẽ xuất hiện một nhân tộc cường đại như vậy? Bá, Phong Hải Loan cắn răng nói, cái gì? Tứ hoang vân giật mình, người này cũng thật là gan to bằng trời, chỉ là một nhân tộc lại dám chạy đến đạo trường của một vị thiên tôn làm đồ đệ. Càng mấu chốt chính là, hắn lại còn lừa gạt được một vị thiên tôn, tuy chỉ là thần niệm. Cái gì, cái cặn bã này là bá. Có một cường giả chạy tới, lần này là huyết qua, hắn nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt sát khí như sôi. Hắn cuối cùng đã rõ ràng tại sao Lăng Hàn hết lần này tới lần khác vô duyên vô cớ đánh mặt của hắn, hóa ra đối phương chính là nhân tộc, tự nhiên không ưa hắn ăn đồng bào. Ha 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 ha, hắn đột nhiên cười to, tràn ngập tàn nhẫn, lần này được rồi, hắn có thể thoải mái báo thù. chương 2627, bộ mặt thật hạ. Ta muốn ăn tủy não của ngươi, người này gọi Lăng Hàn, đang bị các thiên tôn truy nã. Tử xương xuất hiện, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, tràn ngập kinh ngạc. Nàng nguyên bản còn muốn kết thành đồng minh với Lăng Hàn, bây giờ nhìn thấy Lăng Hàn lộ ra diện mạo thật sự tự nhiên là kinh bạo. Lời này vừa nói ra, Tứ Hoàng Vân cùng huyết qua cũng hơi nhướng mày, không nghĩ tới Lăng Hàn lại hùng hổ như thế, có thể để cho vài vị thiên tôn liên thủ truy nã. Bắt hắn, rửa sạch sỉ nhục của hàng hoang nhất mạch chúng ta. Huyết qua hét lớn một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nói. Mỗi một người đều đi tìm cái chết sao, chỉ là nhân tộc, huyết qua cười gần, hắn bạo phát lực lượng đặc biệt của bộ tộc này, huyết quang mở ra, quy tắc hắc ám lan tràn, lại tràn ngập máu tanh giết chóc. Vô cực bạo vân, tứ hoang vân cũng giống to, triển khai bạo phát lớn. Phong Hải Loan thì không có cách nào bạo phát, hắn ngay cả tinh huyết cũng thiêu đốt, đã sớm đến tình trạng đèn cạn dầu. Lăng Hàn cười gần, tay phải rung lên, lấy ra tiên ma kiếm, soạt soạt soạt, hàn quang trói lọi. Hiện tại hắn quá mạnh mẽ, lại thêm thần binh như tiên ma kiếm, tự nhiên đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Phốc, huyết qua gặp xui xẻo, bị tiên ma kiếm chém thành hai. Điều này là bởi vì Lăng Hàn nhìn chầm chầm hắn, coi hắn là đối tượng thứ nhất phải chém giết. Huyết qua kêu thảm thiết, hắn nỗ lực hợp hai đoạn thân thể lại nhưng tiên ma kiếm bá đạo cỡ nào cho dù kéo thân thể đến cùng một chỗ cũng vô dụng căn bản không thể dung hợp không chỉ như thế hắn còn đang không ngừng trôi đi huyết dịch chảy máu là chảy không chết cường giả cửu liên nhưng chảy quá nhiều vẫn sẽ làm thực lực tổn thất lớn thậm chí cảnh giới rút lui lang hàn cường thế đột kích lại muốn bù đắp mấy kiếm triệt để diệt con dẹp này dám tử xương hét dài một tiếng cũng gia nhập chiến đấu lúc này càng nhiều người đang tới hoài kiếm Khư Tinh, tỉnh Trung Nguyệt. Biết được nhân tộc này chính là bá, tự nhiên mỗi người kinh hãi, mà biết hắn chính là người bị thiên tôn truy nã, tự nhiên càng thêm kinh ngạc. Lăng hàn tay phải vung kiếm tay trái ra quyền, tiên kiếm quét ngang, căn bản không người nào có thể ngang hàng, mà nộ quyền cũng tràn ngập khí phách, ngay cả tử xương cũng không dám tiếp xúc mũi nhọn, cần hai, ba người liên thủ mới có thể ngăn được. Giết, tỉnh Trung Nguyệt, Hoài Kiếm cũng gia nhập chiến đoàn, bọn họ là tuyệt đối không thể cho Lăng Hàn làm giữ. Cuối cùng, nạp hoa tổ vương cũng xuất hiện ánh mắt của hắn đảo qua nhất thời trời cao xé rách thật giống như bầu trời muốn đổ nát tổ vương quá mạnh mẽ sáng ngang quy tắc chỉ cần ngươi đang sử dụng quy tắc vậy liền không thể ngang hàng tổ vương đây là nghiền ép trên cấp độ còn không bó tay chịu trói nạp hoa tiên vương ra tay tóm tới lăng hàn tiểu tháp lăng hàn thầm kêu một tiếng nhất thời một luồng lực lượng to lớn không cách nào hình dung ở trong cơ thể của lăng hàn bắn ra sau đó thiên địa lập tức biến sắc có lôi vân dày đặc, tựa hồ muốn hạ xuống đại kiếp vô thượng. Điều này là bởi vì hắc tháp phát huy, đây là lực lượng thuộc về tiên vực, không được dung ở vị diện này. Oanh, lang Hàn trực tiếp ấn xuống một trường, nạp hoa tổ vương bị đánh bay, chờ hắn nhấc lên bàn tay, chỉ thấy nhân vật mạnh mẽ này đã thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Đây chính là một vị tổ vương A, Lang Hàn nhìn cũng không nhìn nhiều, hắc tháp sư lực có hạn, hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành chuyện nên làm. Oanh oanh oanh, hắn căn bản không có hết sức nhầm vào, nhưng khí tức nghiền ép, huyết qua trực tiếp nổ tung, hình thần câu diệt. Dưới hắc tháp phát huy, Lăng Hàn có thể nắm giữ thực lực của chuẩn thiên tôn, ngay cả đại bộ phận tiên vương tầng 9 cũng không phải đối thủ, huống chi chỉ là cửu liên, còn bị thương nặng. Mọi người kinh hãi, chỉ là một chớp mắt mà thôi, thì có một tổ vương cùng một đế tinh chết ở trong tay Lăng Hàn, điều này làm cho bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Chẳng trách Lăng Hàn bị những thiên tôn kia truy nã, Lăng Hàn không có ham chiến, chỉ tiện tay một quyền, nhất thời, đám người hoài kiếm như thiên nữ tán hoa nổ tung, ở dưới lực lượng to lớn của hắn, căn bản không phải là đối thủ. Đại bộ phận người trực tiếp nổ thành huyết nhục, nhưng hoài kiếm, tỉnh Trung Nguyệt may mắn thoát khỏi, trên người bọn họ có một vệt hào quang lấp lẽ, chính là cái này chặn lại một đòn của Lăng Hàn. Thủ đoạn của hàng hoang thiên tôn, Lăng Hàn lập tức thầm nói, vị cường giả kia cũng thật bất công, chăm sóc hoài kiếm cùng tỉnh Trung Nguyệt quá mức. Hắn không có đi bù đắp một đòn, mà thân hình như bay, bay về phía trong núi. Tốc độ của hắn cỡ nào, trong nháy mắt liền thoát khỏi tỉnh Trung Nguyệt cùng hoài kiếm, giết tới trong núi. Trước không tổ vương lập tức thức tỉnh, hắn cảm ứng được một luồng sát ý đáng sợ đã khóa chặt hắn, nhưng hai mắt vừa mới mở, một đạo hàn quang đã bổ tới hắn, cắt hắn làm hai. Đung, thân thể của hắn ngã xuống, cứ như thế chết mất. Âm âm âm, giữa bầu trời chấp giật đan dệt, hóa thành từng người khổng lồ hạ xuống, triển khai oanh kích về phía lăng hàn, mà thiên địa cũng đau buồn, đang ai thán tiếc hận một vị tổ vương từ trần, lăng hàn hít một hơi thật sâu ngưng tụ toàn bộ lực lượng ở trên tiên ma kiếm lực lượng thiên tôn khủng bố để thân kiếm run rẩy tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ nát hắn hét lớn một tiếng một kiếm cắt ra oanh toàn bộ thiên hoang sơn phát ra run rẩy dữ dội cho bụi bốc lên hóa thành một đám mây hình nấm to lớn mà nếu như có thể đến giữa vùng núi liền có thể nhìn thấy cả đỉnh núi này đã bị tiêu diệt phu một luồng thần thức đáng sợ lan ra tràn ngập cổ xưa cùng thương tang thật giống như một dã thú tỉnh lại tràn ngập phẫn nộ, muốn hủy thiên diệt địa. Hằng hoang thiên tôn, động tĩnh này quá to lớn, hắn từ trạng thái bế quan tỉnh lại, mà mấy kỷ nguyên hắn đều đang luyện hóa vô nhạc thiên tôn, cái đánh gãy này đối với hắn ảnh hưởng là cực kỳ to lớn. Bởi vậy, hắn vô cùng phẫn nộ, ai dám quấy rối đến hắn, ngươi, hằng hoang thiên tôn vung tay lên, cho bụi đầy trời nhất thời quét đi sạch sành xanh, hắn ngạo nhiên đứng thẳng, như chúa tể thiên địa, thả ra khí thức ngay cả thiên địa cũng run rẩy. Lăng Hàn rõ ràng, không phải thiên địa sợ hắn, mà là quy tắc. Sinh mệnh lũy thừa tiếp cận 16.000 điểm, thực lực của người này đã cường đại đến tiếp cận cấp độ của nhị bộ thiên tôn. chương 2628, chống lại thiên tôn. Nhân tộc cặn bã, ỉ vào bảo khí trị uy, cũng dám làm cản ở trước mặt bản tôn. Hằng hoang thiên tôn cười gần, thò tay ra, oanh, lực lượng thiên địa gồ lên, quy tắc căn bản không cho tồn tại, dồn dập tản ra. Đòn đánh này, có thể hủy thiên diệt địa, lăng hàn hét lớn một tiếng, toàn lực đối kháng oanh dưới đòn đánh này hắn bị đánh bay mấy vạn dặm tranh lệch quá to lớn chuẩn thiên tôn làm sao đối kháng thiên tôn chân chính huống chi hằng hoang thiên tôn là người xuất sắc trong cấp bậc này nhưng lang hàn không chút do dự giết trở về tiên ma kiếm cắt chém ngay cả thiên tôn cũng không sợ muốn chết hằng hoang thiên tôn giận dữ lần thứ hai lấy tay vỗ tới lăng hàn oanh 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 mỗi lần đánh ra lang hàn không có chút hồi hộp nào mà bị đánh bay thực lực tranh lệch thực quá to lớn nhưng mỗi lần hắn đều sẽ lập tức giết trở về thật giống như đánh quái vật bất tử hằng hoang thiên tôn cuối cùng thật sự nổi giận hắn vẫn lưu lại một bộ phận lực lượng trấn áp vô nhạc thiên tôn lúc này mới không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính nhưng lâu như vậy lại còn không có bắt được một cửu liên nho nhỏ để hắn không cách nào nhịn được oanh hắn lại vung một trường uy thế nhất thời tăng vọt gấp trăm lần thậm chí ngàn lần đáng sợ đến trình độ cao nhất lần này hắn thực sự là toàn lực ra tay lực lượng mạnh mẽ như vậy ngay cả thiên địa cũng kiêng kỵ nhất thời có một bộ phận thiên kiếp đánh tới hàm hoang thiên tôn quá mạnh mẽ thiên địa bất dung oanh không có một chút hồi hộp lăng hàn bị đánh nổ thành mưa máu sau đó một ngọn lửa thiêu đốt hắn đang cấp tốc gây dựng xuất hiện lại dục hỏa trùng sinh nguyên bản sau khi tiến vào dị vực bởi vì quy tắc không giống lăng hàn không có cách nào lại sử dụng dục hỏa trùng sinh nhưng lần này hát tháp phát huy tương đương với sáng tạo một tiểu thiên địa của tiên vực ở trong phạm vi này, Lăng Hàn có thể tuyên truyền tất cả quy tắc của tiên vực. Không biết cái gọi là, hằng hoang thiên tôn cười gần, người dục hỏa trùng sinh thì đã làm sao, hắn chỉ cần bổ thêm một trường, như thường có thể đưa Lăng Hàn lên đường. Oanh, hắn vỗ ra một trường, căn bản không cho Lăng Hàn cơ hội phục sinh. Oanh, ngay thời khắc mấu chốt này, bàn tay của hắn bị cản lại. Cái gì, ngay cả hàng hoang thiên tôn cũng lộ ra vẻ khó tin, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ha 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 ha, hằng hoang, không nghĩ tới ta còn có sức đánh một trận chứ? Tiếng cười của vô nhạc thiên tôn vang lên, thân hình của hắn cũng xuất hiện, hóa thành một trung niên chừng 30 tuổi, anh tuấn đại khí, phong thái vô song. Hóa ra tiểu tử này là muốn dẫn bản tôn ra tay toàn lực, chế tạo cơ hội cho ngươi thoát phây. Hằng hoang thiên tôn lập tức hiểu được, nhất thời trong lỗ mũi phun ra ngọn lửa, cái này còn cường đại hơn thiên địa bản nguyên. Tức chết hắn, hiện tại vô nhạc thiên tôn thoát phây tương đương với mười mấy kỷ nguyên khổ tâm của hắn lãng phí. Không sai, vô nhạc thiên tôn ngạo nhiên nói, ánh mắt đảo qua lăng hàn, lộ ra vẻ nhu hòa, đây là trưởng bối cưng chiều tiểu bối. Vậy thì như thế nào, bản tôn có thể trấn áp ngươi một lần, đương nhiên cũng có thể trấn áp lần thứ hai, lần thứ ba. Hằng hoang thiên tôn cười lạnh nói, mặc dù hắn nói tự tin, nhưng lần này việc sắp thành lại hỏng, khoảng cách luyện hóa vô nhạc thiên tôn lại không biết phải kéo dài mấy kỷ nguyên cái này tự nhiên để hắn phẫn nộ đến trình độ cao nhất. Hằng hoang, lần sau tái chiến đi, vô nhạc thiên tôn cười to, một tay thò ra, nắm lên lăng hàn vừa phục sinh, sau đó dưới chân bước một cái, trong nháy mắt chính là ngàn tỷ giảm. Mà trước khi đi hắn cũng không quên nổ ra một trường, đây là oán khí mà hắn suýt chút nữa bị luyện hóa. ầm um, hằng hoang thiên tôn không thể không tiếp, nhưng chỉ vài tia lực lượng dư âm đẩy ra, toàn bộ thiên hoang sơn liền cơ hồ bị san thành bình địa, không biết bao nhiêu người hóa thành huyết nhục mơ hồ. Đây chính là Thiên Tôn ra tay, lực lượng vượt qua quy tắc. Đáng chết, Hằng Hoang Thiên Tôn gào thét, nhanh chóng đuổi theo Vô Nhạc Thiên Tôn, hắn nhất định phải bắt Vô Nhạc Thiên Tôn cùng lăng hàn, dùng hình phạt tàn khốc nhất. Vô Nhạc Thiên Tôn không chút ham chiến, mục tiêu nhắm thẳng vào thông đạo hai giới. Tốc độ của Thiên Tôn nhanh bực nào, một ý nghĩ là có thể xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào, tuy đây là thần niệm, tốc độ nhanh hơn thân thể, nhưng trên thực tế, thân thể kỳ thực cũng chậm không đi nơi nào. Chỉ sau nửa giờ, thông đạo hai giới đã o trong tầm mắt. Nơi này, có cuồng chiều hóa thành thác nước rơi xuống, ngăn cản bất luận người nào ra vào, ngay cả thiên tôn vượt qua cũng bị trọng thương, lại thêm thiên địa nhầm vào, 99% là sẽ chết. Hàng hoang thiên tôn đã đuổi sát, hắn không khỏi cười gần, đi tới nơi này chẳng lẽ còn muốn xông vào năng lượng cuồng chiều sao? Hàng hoang, không cần tiến, mạng của ngươi, sau này liền giao cho tiểu tử này đến thu. Vô nhạc thiên tôn cười to, không chút do dự vọt vào cơn bão năng lượng không hằng hoang thiên tôn gào thét tuy mười mấy kỷ nguyên này thực lực của hắn có tăng trưởng rất lớn nhưng vẫn không có đạt đến cực hạn của nhất bộ thiên tôn dưới cái nhìn của hắn vô nhạc thiên tôn kỳ thực chính là thuốc bổ cấp bậc thiên tôn hắn đưa tay đi bắt toàn lực bắn ra lực lượng đại địa ở phụ cận toàn bộ đổ nát gây hỏa tới mấy trăm ngàn dặm không biết bao nhiêu người dị vực bị tai và tới chết thảm thiên tôn vượt qua quy tắc kia là tồn tại cao cao tại thượng cỡ nào mỗi một người có thể thành tựu thiên tôn hẳn là thiên tài trong thiên tài, ai yếu hơn ai. Cho dù vô nhạc thiên tôn còn ở trạng thái hư nhược, nhưng dẫn trước một bước, thì không phải hằng hoang thiên tôn có thể truy bắt, oanh, hắn xông vào trong năng lượng cuồng chiều, trong nháy mắt liền mất đi hình bóng. Hằng hoang thiên tôn nhất thời im bặt, hắn có thể vọt vào, nhưng tất nhiên sẽ bị trọng thương, lại thêm cấp độ của tiên vực quá thấp, lực lượng nhằm vào trái lại càng mạnh hơn, dưới trọng thương hắn nhất định sẽ bị chém giết. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ dị vực, nhất thời dẫn ra các thiên tôn khác, dồn dập đưa thần thức tới đây. Không nói hằng hoang thiên tôn, sau khi vô nhạc thiên tôn xông vào năng lượng cuồng bạo, một tay cầm lấy lăng hàn, lấy lực lượng vô thượng bảo vệ hắn, mình thì hào hùng quá độ, đón đánh năng lượng cuồng bạo. chương 2629, Hào Hùng Vạn Trượng Hắn bị giam cầm mười mấy kỷ nguyên, càng suýt chút nữa bị luyện hóa, tự nhiên là thà rằng chết trận. Hắn liên tục thổ huyết, thiên tôn xác thực ngự trị ở trên quy tắc, nhưng ít ra nhất bộ Thiên Tôn còn không đủ để đối kháng thiên địa, ở dưới năng lượng cuồng bạo xung kích, cả người hắn đẫm máu, xương cũng rồn dập tách ra. Nhưng chiến ý của vị Thiên Tôn này càng thêm bùng cháy, một niềm tin chống đỡ lấy hắn, cho dù chết cũng phải đưa Lăng Hàn an toàn về tiên vực. Dưới cái nhìn của hắn, đây là hy vọng của tiên vực. Có thể từ dị vực toàn thân quay về, liền chỉ có Lăng Hàn, nếu như Lăng Hàn có thể thành tựu Thiên Tôn, sẽ trở thành Thiên Tôn mạnh nhất. Hắn bắn ra toàn lực, xuyên qua tầng tầng bão táp lực lượng thiên tôn phóng lên trời hắn liên tục giết gào hào hùng vạn trượt song quyền huy động liên tục hắn hầu như là vô địch ánh sáng vô tận từ trong cơ thể hắn bắn ra rượu chiếu vạn cổ hắn đấm ra một quyền ngay cả cơn bão năng lượng cũng bị nổ ra hiện ra hư không thậm chí hiện ra thời gian trường hà đây chính là thiên tôn ngự trị ở trên quy tắc vô hạn tiếp cận thiên địa oanh hắn lao ra cơn bão năng lượng đứng ngạo nghễ ở dưới bầu trời bản tôn lại trở về hắn phát ra tiếng cười to, hít một hơi thật sâu, lực lượng thiên địa hóa thành trường long mắt trần có thể thấy, rót về phía thân thể của hắn. Hắn nguyên bản vết thương đầy giấy, nhưng ở dưới lực lượng thiên địa mạnh mẽ rót vào, thương thế lại có dấu hiệu chậm rãi khôi phục, nhưng vào lúc này, lôi vân dày đặc, xoảng xoảng xoảng, đánh tới vô nhạc thiên tôn. Chấp giật này có uy lực khủng bố, để thương thế của vô nhạc thiên tôn ngừng lại khôi phục. Trời đố kỵ, thiên tôn đoạt lực lượng thiên địa, vượt qua quy tắc, không hề bị thiên địa khống chế, đồng thời cũng bị thiên địa vứt bỏ, vì lẽ đó, vừa xuất hiện sẽ bị thiên địa nhầm vào, ra tay càng thêm nghiêm trọng. Muốn khôi phục thương thế, hơn nữa còn là đạo thương nặng như vậy. Hầu như là không thể, nhất thời, lực lượng thiên địa đình chỉ cung cấp, vô nhạc thiên tôn nhíu mày, nếu như hắn còn ở thời điểm toàn thịnh, vậy thiên địa ngăn cản cũng không sợ, hắn có thể cưỡng ép cướp đoạt, dù sao thiên địa không cách nào trực tiếp can thiệp, chỉ có thể thông qua quy tắc, nhưng quy tắc mạnh nhất cũng chỉ là tầng 9 mà thôi nhưng hiện tại thực lực của hắn rơi xuống tới đáy vực ở thời điểm thông qua cơn bão năng lượng hắn cũng dùng hết một chút lực lượng cuối cùng hiện tại là thật đến đèn cạn dầu phu một bóng người hiện ra tỏa ra khí thế chân áp thiên địa cửu ngũ thiên tôn hắn vừa xuất hiện dĩ nhiên cũng bị thiên địa nhầm vào lôi đình vô tận nổ xuống về phía hắn vô nhạc cửu ngũ thiên tôn kinh ngạc thốt lên hắn cực kỳ khiếp sợ người trước mặt này từ mười mấy kỷ nguyên trước đã chết hiện tại lại đột ngột xuất hiện dù lấy lòng giả của hắn cũng khiếp sợ vô nhạc thiên tôn nở nụ cười nói không nghĩ tới ta còn có thể trở về a à? cửu ngũ thiên tôn hừ một tiếng trên mặt không có vẻ mặt gì nhưng trong lòng lại lật lên vô tận cuồng chiều lúc trước vô nhạc thiên tôn giống duyên sinh thiên tôn lấy thân va chạm thông đạo hai giới hy sinh mình bảo vệ tiên vực hiện tại vô nhạc thiên tôn trở về vậy duyên sinh thiên tôn thì sao nếu như duyên sinh thiên tôn cũng không chết chuyện đó liền trở nên phiền phức đều là còn tốt hắn quét mắt nhìn vô nhạc thiên tôn lực lượng thiên địa của đối phương cơ bản tiêu hao hết, thân còn bị thương nặng, coi như hắn không động thủ cũng cấp tốc đi hướng tử vong. Cái nghịch tử này, cửu ngũ thiên tôn nhìn về phía lang hàn trong tay vô nhạc thiên tôn, trong ánh mắt lướt qua một đạo sát khí, lúc trước hắn tự mình truy sát lang hàn, lại để đối phương chạy trốn tới dị vực, đây là sỉ nhục của hắn. Thiên tôn ra tay còn có thể vô công, giao ra nghịch tử này, bản tôn để ngươi yên hưởng quãng đời cuối cùng. Hắn nói, nhìn như hào phóng, nhưng là biết vô nhạc thiên tôn không còn nhiều thời gian, cố ý nói như thế. vô nhạc thiên tôn cười gằn, cửu ngũ người cũng thật không biết xấu hổ, vì mình siêu thoát bỏ qua toàn bộ sinh linh của tiên vượt qua một bên, người còn có mặt mũi đứng ở trước mặt bản tôn. người muốn chết sao? cửu ngũ thiên tôn uy nghiêm đáng sợ nói, người nhiều nhất còn có trăm năm tuổi thọ, bản tôn không ngại sớm tiến người lên đường. vô nhạc thiên tôn cười to, không sai, bản tôn xác thực tuổi thọ không nhiều nhưng trước khi chết kéo một người xuống nước là không thành vấn đề, người muốn cùng bản tôn chung một chỗ hóa đạo sao? Cửu ngũ thiên tôn xem thường, người đã là đèn cạn dầu, còn có tư cách cùng bản tôn đồng quy vô tận sao? Không tự lượng sức, xeo, trong khi nói chuyện, chỉ thấy trong thiên địa dị thải liên thiểm, bốn phía đã nhiều hơn rất nhiều người. Đều là tiên vương, bọn họ tự nhiên cũng cảm ứng được năng lượng cuồng chiều không bình thường, chạy tới xem rõ ngọn ngành, nhưng tiên vương tầng 9 sao có thể so tốc độ với thiên tôn, người đến đúng là không ít vạn cổ tiên vương trường thanh tiên vương đạp vân tiên vương thiên ngữ tiên vương còn có thương chỉ vi những tiên vương này nhìn thấy vô nhạc thiên tôn cũng lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ tiên vực lại còn có một vị thiên tôn bản tôn lặp lại lần nữa giao ra nghịch tử bằng không ngươi trôn cùng hắn cửu ngũ thiên tôn phát ra thông điệp cuối cùng vô nhạc thiên tôn không để ý bản tôn dốc lực chiến một trận kéo ngươi xuống nước không thành vấn đề ngươi muốn hóa đạo bản tôn sẽ giúp ngươi Cửu ngũ thiên tôn nhất thời hơi nhướng mày, tuy hắn nhìn ra vô nhạc thiên tôn thương thế rất nặng, thời gian không nhiều, nhưng đến tột cùng còn sót lại bao nhiêu sức chiến đấu thì lại là dấu chấm hỏi. Đối phương là kẻ chắc chắn phải chết, nếu bị lôi xuống nước, vậy dĩ nhiên là thiệt thòi lớn. Ha ha, đạo hữu từ biệt mười mấy kỷ nguyên, tựa hồ khí sắc không tốt lắm. Trong một tiếng cười gần, lại một tên trí tôn giá lâm. Phong tình thiên tôn, bản tôn cùng cửu ngũ đạo hữu liên thủ, người còn có nắm chắc kéo chúng ta chịu tội thay sao? Phong Tình Thiên Tôn nói, Vô Nhạc Thiên Tôn vẫn khắp nơi không để ý, chỉ bằng thần niệm của hai người các ngươi, trên mặt hắn mang theo vẻ xem thường, tựa hồ một đòn liền có thể đổ nát hai nhân vật mạnh mẽ này. Chân thân của Bản Tôn không ra nửa canh giờ tất nhiên sẽ chạy tới. Cửu Ngũ Thiên Tôn từ Tốn nói, Bản Tôn cũng như thế, Phong Tình Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Vô Nhạc Thiên Tôn, chương 2630, chân thân đến, Thiên Tôn đại chiến đạo hữu vẫn là tiếp nhận ý tốt của bản tôn cùng cửu ngũ đạo hữu đi. Gia hỏa vì tư lợi, ít nói nhãm với bản tôn đi. Vô nhạc thiên tôn căn bản không hề bị lay động, hào hùng quá độ, chỉ vào mặt của cửu ngũ thiên tôn cùng phong tình thiên tôn. Cứ việc phóng ngựa lại đây, bản tôn đỡ lấy. Tất cả mọi người kích động, vô nhạc thiên tôn quá khí phách, một người đơn độc đối kháng hai đại thiên tôn, rõ ràng vết thương đầy giấy, nhưng không sợ mảy may, nếu hắn ở thời điểm toàn thịnh lại sẽ hào hùng vạn trượng đến cỡ nào. Lăng Hàn có thể tưởng tượng, lúc trước thời điểm vô nhạc thiên tôn độc chiến dị vực thiên tôn, cũng là một người song quyền, liền sông lên trên, để vạn cổ thành không, đứt đoạn mất ý nghĩa xâm lấn của dị vực mấy kỷ nguyên. Để người ta nhiệt huyết sôi trào, để người ta say mê, để người ta kính phục. Đáng tiếc chính là, đám người phong tình hiển nhiên ẩn giấu chiến dịch này, người hậu thế căn bản nghe đều cũng chưa từng nghe nói qua vô nhạc thiên tôn, ngay cả duyên sinh thiên tôn cũng như thế. Nếu không phải còn có một chút lão tiên vương là từ thời đại kia đi tới, e là duyên sinh thiên tôn hy sinh đã sớm bị mai táng vào trong lịch sử. Phong tình thiên tôn sầm mặt lại, vô nhạc đạo huynh, thời gian của ngươi đã không nhiều, coi như ngươi có thể bảo vệ tiểu tử này một lần, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ mười lần, trăm lần, ngàn lần sao? Vô nhạc thiên tôn khịt mũi coi thường, chỉ cần bản tôn còn sống, liền không cho phép bất luận người nào động một sợi tóc của hắn. Phong tình cùng cửu ngũ thiên tôn không tiếp tục nói nữa, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, như có thể đóng băng thời không, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng cảm giác thân thể lạnh run, hàn ý đan dệt. Phải biết, cái này còn chỉ là thần niệm của hai tên thiên tôn, nếu như chân thân đến, vậy sẽ khủng bố như thế nào? Thiên tôn, quá mạnh mẽ, tiên vương đến càng ngày càng nhiều, lại tiếp sau đó không chỉ là tiên vương, ngay cả thăng nguyên, tiên phủ cũng đến rất nhiều, đại bộ phận là người xuất sắc trong giới trẻ, tỷ như kỳ vô danh, thích thiện tử, hồng hoang, già lan, vũ hoàng. Thời điểm bọn họ nhìn thấy lăng hàn, từng cái từng cái con người suýt chút nữa chừng ra. Làm sao có khả năng, con hàng này không phải bị Thiên Tôn truy sát sao? Có người nói trốn vào dị vực, nhưng đi một vòng, không chỉ không mất một sợi tóc trở về, hơn nữa còn có thêm một vị Thiên Tôn đi cùng. Đây là cái vận may gì a? À? Lăng Hàn đảo qua một chút, trước tiên đứng ở trên người Vũ Hoàng, khẽ mỉm cười với vị nhị ca này, sau đó trượt qua, lưu lại ở trên người Hồng Hoang. Hắn lấy làm kinh hãi, cái thứ này lại không chết. Người chết cũng có thể sống lại đây là lần thứ nhất hắn gặp phải. Nhất định là thủ đoạn của thiên tôn, cũng thật kinh người, ngay cả người chết cũng có thể cứu sống, đây thực sự là nghịch thiên. Có điều, hiện tại bất kể là lăng hàn, hay kỷ vô danh, hồng hoang, đều không có tư cách mở miệng nói chuyện, ba vị thiên tôn mới là nhân vật chính trên sân, cũng là nhân vật chính duy nhất. Càng nhiều người bước đến, nhưng một lúc sau, không gian xé ra, hầu như là đồng thời đi ra hai người. Thở phì phò, hai đạo thần niệm của cửu ngũ thiên tôn cùng phong tình thiên tôn phân biệt bay về phía hai người này, sau đó lóe lên tức không. Hai người này là chân thân của hai đại thiên tôn, chân thân đến, cái uy thế này đương nhiên không thể bình thường, căn bản không cần động tác gì, trời xanh cũng run rẩy, đại địa dạn nứt, lôi vân khuấy động, lôi kiếp vô biên đã thành hình, hóa thành lôi đình cự nhân giống như hải dương xuất hiện, đánh tới hai đại thiên tôn. Sao người, bằng không chết, phong tình thiên tôn lạnh lùng nói, hắn rõ ràng chỉ như người bình thường, nhưng mọi người nhìn hắn phảng phất như đang ngước nhìn một vị thần linh cao ngàn tỷ trượng chỉ có phần quỳ bái nói chuyện viển vông vô nhạc thiên tôn diếu cợt nói hắn muốn giao người đã sớm giao mà trước đó hắn không có chạy trốn một là bất khuất của thiên tôn hay là biết bất luận chạy trốn tới nơi nào cũng sẽ bị hai người này đuổi theo còn không bằng chiến một trận chiến đến hai người này đau đớn dĩ nhiên là không dám nói cái gì nữa vậy thì tiến ngươi lên đường cửu ngũ thiên tôn mở miệng âm thanh bá đạo tràn ngập đế uy nhất thời để tuyệt đại bộ phận người quỳ xuống, chỉ cảm thấy tim mật muốn vỡ tan. Chỉ có số ít mấy tiên vương tầng 9 có thể ngoại lệ, kia là tiên vương đỉnh phong. Cửu ngũ, người thật coi mình là trí tôn sao. Vô nhạc thiên tôn cười gần, càng chủ động ra tay, một tay nhấn ra, hóa thành một cái cối say che kín bầu trời, chấn áp tới cửu ngũ trí tôn. Cái cối say này hiện ra phù văn cổ xưa, vượt qua độ cao của quy tắc, thật giống như đang vạch trần chân lý của thiên địa. Những thiên vương tầng 9 kia nhất thời trợn to hai mắt nhìn thật cẩn thận, đây là thiên tôn hiện thân thi pháp, nếu như bọn họ tìm thấy một chút phương pháp, nói không chắc có thể mở ra cửa lớn dẫn tới thiên tôn. Thiên tôn vượt qua quy tắc, nhưng không phải hắn không thể sử dụng quy tắc, đây là đạo của vô nhạc thiên tôn. Cửu ngũ thiên tôn tự nhiên không sợ, vung vẩy xong quyền đón nhận. Âm, um, âm, um, âm, um, hai đại thiên tôn khai chiến, cái này thật đáng sợ, thiên địa bị xé rách, thật giống như tận thế muốn đến. Mà chỗ bọn họ giao chiến, thiên địa lôi kiếp tự nhiên càng thêm kinh khủng, thiên tôn là cường giả có thể chân chính phá hoại vùng thế giới này, xuất hiện liền bị thiên địa nhầm vào, mà ra tay đại chiến vậy thì càng gặp phải thiên địa phản phệ mãnh liệt. Nhưng hiện tại hai đại thiên tôn đều không để ý đến, chỉ toàn lực chiến một trận. Phong tình thiên tôn nhìn chằm chằm lăng hàn, chỉ là hai ánh mắt nhìn chăm chú, liền để lăng hàn cảm giác ra thịt muốn nổ tung. Tiểu tháp, lăng hàn nhẹ nhàng nói một câu, nhất thời, lực lượng to lớn ở trong cơ thể hắn sôi trào ra, khí tức cấp bậc chuẩn thiên tôn lan tràn. Sau khi trở lại tiên vực, hắc tháp đương nhiên có thể lấy ra lực lượng thiên địa của tiên vực phục sinh. Chỉ là hắc tháp từ đầu đến cuối chưa hoàn toàn khôi phục, bởi vậy hiện tại chỉ có thể để lăng hàn đạt đến độ cao của chuẩn thiên tôn, nếu không thì nó còn có thể càng cao hơn. Có điều cái này dùng để ngang hàng áp lực của phong tình thiên tôn là thừa sức, dù sao không cần hắn đi đối kháng công kích trực tiếp của thiên tôn. Hừ, phong tình thiên tôn ra tay, một tay thò ra, trong nháy mắt liền đến trước mặt Lăng Hàn, to lớn giống như ngôi sao, muốn võ nát Lăng Hàn. Chương 2631, cùng đường bí lối. Duyên sinh thiên tôn hiện, phong tình, bắt nạt một tiểu hoa nhi tính là gì? Vô Nhạc Thiên Tôn đột nhiên giết trở về, một quyền đập về phía Phong Tình Thiên Tôn. Phong Tình Thiên Tôn biết Vô Nhạc Thiên Tôn đã là đèn cạn dầu, nhưng dù sao cũng là một đòn của Thiên Tôn, hắn nào dám bất cẩn, không thể không từ bỏ công kích với Lăng Hàn, ngược lại đi chống công kích của vô nhạc thiên tôn. Ha 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 ha, vô nhạc thiên tôn cười to, hào hùng mút trời, hắn một người ngang hàng hai đại thiên tôn, nhưng chiêu nào chiêu nấy cướp công, tựa hồ một người liền có thể ngang hàng hai đại thiên tôn. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên liên tục, không nghĩ tới thiên tôn mới hiện ra này lại trâu bò như vậy. Nhưng trong lòng phong tình cùng cửu ngũ hiểu rõ, bọn họ không phải không địch lại vô nhạc, ngược lại, đối phương đã vết thương đầy giấy, sức chiến đấu giảm mạnh, bọn họ người nào cũng mạnh hơn vô nhạc nhưng vô nhạc thiên tôn chiêu nào chiêu nấy đầu nhắm vào mục đích đồng quy vô tận bọn họ lại không có giác ngộ bồi đối phương cùng chết thậm chí ngay cả trọng thương cũng không muốn tự nhiên bị vô nhạc thiên tôn chiếm cứ thượng phong cùng chủ động nhưng tình huống như vậy kéo dài không được bao lâu ở dưới áp lực của bọn hắn thương thế của vô nhạc thiên tôn chẳng mấy chốc sẽ bạo phát không cần bọn họ ra tay sẽ trước tiên bị thiên địa chém giết thật sự cho rằng không làm gì được ngươi sao cửu ngũ thiên tôn nổi giận mi tâm dạn nứt bay ra một tiên kiếm nhất thời Hết thầy người sử dụng kiếm đều cảm thấy kiếm tâm của mình run rẩy, tựa hồ muốn đổ nát, mà mặc kệ kiếm của mình có phải thu vào trong thần khí hay không, đều phát ra gào thét. "Giết, Cửu Ngũ Thiên Tôn Vung Kiếm!" Một đạo hào quang chói mắt, trong thiên địa chỉ còn dư lại kiếm khí dày đặc, phảng phất như một vị đế vương du lịch, tất cả mọi người đều chỉ có phần quỳ xuống đất hành lễ. "Đây là Thiên Tôn Bảo Khí, Cửu Ngũ Đại Đế Kiếm." Ở trước mặt đế kiếm này, bất luận loại kiếm nào cũng chỉ có phần run rẩy, đây là kính nể đối với Thiên Tôn. Vô Nhạc Thiên Tôn ngưng quyền đón lấy, oanh oanh oanh, ánh kiếm cùng quyền khí va chạm, chói lọi trăm triệu giảm. Liên lưu mấy trăm phát, song phương mới kết thúc hiệp giao chiến này, chỉ thấy trên nắm tay của Vô Nhạc Thiên Tôn có từng tầng từng tầng máu tươi tuôn ra, như hoàng kim tiên dịch. Vô Nhạc Thiên Tôn khẽ nhíu mày, hiện tại sức chiến đấu của hắn hạ đến quá mức lợi hại, lại bị binh khí của đối phương thương tổn được. Hắn nguyên bản là muốn ác chiến đến tình trạng gai cấn tột độ, dẫn tới thiên địa nhúng tay, để song phương không dám tiếp tục đánh nữa, bằng không lực lượng thiên địa cuồng bạo tuyệt đối không phải nhất bộ thiên tôn có thể chống lại dù sao bọn họ đều không có siêu thoát bị giới hạn ở vùng thế giới này nhưng hắn không ngờ sức chiến đấu của mình lại trượt đến lợi hại như vậy cứ theo đà này chỉ cần phong tình thiên tôn cũng lấy ra bảo khí như vậy hai người liên thủ hẳn có thể rất nhanh hắn chân áp vô nhạc cần gì khổ như thế chứ phong tình thiên tôn lạnh lùng nói nếu ngươi đã tiến vào bụi bậm lịch sử vì sao còn muốn hiện thế Vô nhạc thiên tôn cười ha ha, chiến ý lại rực cháy, thiên tôn lại há có lúc tuyệt vọng, dù bị hàng hoang thiên tôn luyện hóa nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng buông tha, vẫn khổ sở bảo vệ một chút hy vọng hầu như không thể. Nhưng mà, hắn thật đợi được lăng hàn, hắn tiện tay vệt một cái, lau máu thiên tôn lên người lăng hàn. Lăng hàn nhất thời rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy da rẻ như hỏa thiêu, trong thất khiếu hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng máu tươi chảy ròng. Phải biết máu tổ vương chính là đại bổ, hơn nữa lăng hàn đạt được còn chỉ là thập tứ liên trở xuống hiện tại đây chính là máu thiên tôn tự nhiên cực kỳ bá đạo cũng còn tốt thời điểm vô nhạc thiên tôn lau huyết dịch lên người lăng hàn đã đánh tan sát khí trong đó bằng không lăng hàn không thể chịu đựng nhưng chỗ tốt là vô cùng máu thiên tôn a vị thiên tôn nào sẽ lấy máu của mình đi tẩm bổ người khác nếu không phải vô nhạc thiên tôn bị nổ đến chảy máu hắn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí hiện tại lãng phí cũng lãng phí không bằng tác thành lăng hàn a à, lăng hàn giống to máu thiên tôn tiến vào trong cơ thể hóa thành dòng lũ cuồn cuộn lực lượng này thực quá kinh người để hắn chỉ cảm thấy toàn thân muốn nổ tung vô cùng thống khổ nhưng lực lượng thiên địa to lớn đang cải tạo thể phách của hắn cái này tương tự năng lượng hư tử nhưng hiển nhiên vô nhạc thiên tôn không có nắm giữ năng lượng hư tử hắn là nhất bộ thiên tôn nắm giữ chính là lực lượng độc nhất vô nhị của tiên vực dù ở dưới thống khổ như thế lăng hàn vẫn tỉ mỉ lĩnh hội bởi vì đây là cơ hội cực kỳ hiếm có hắn chạm tới nguồn lực lượng này vì hắn đặt cơ sở vững chắc ngày sau bước vào thiên tôn vị thiên tôn thành đạo tất nhiên nhất định phải nắm giữ loại lực lượng độc nhất vô nhị này đây là căn cơ của một thiên tôn cũng vĩnh viễn khác vào trên cốt tủy của hắn đại diện cho hắn vĩnh viễn là người của vị diện này ở vị diện nào thành đạo sẽ in dấu lạc ấn độc nhất vô nhị của vị diện kia lấy thực lực chuẩn thiên tôn của hắn hiện tại có tư cách tiếp xúc phát hiện lực lượng độc nhất vô nhị kia của tiên vực hơi thua kém năng lượng hư tử một ít chỉ là một chút xíu hầu như không có phân chia cao thấp nhưng vẫn có một tia tranh lệch như vậy nói lời vô ích làm gì đến chiến chiến ý của vô nhạc thiên tôn như rực cháy hắn bị chấn áp mười mấy kỷ nguyên trước là vì hộ tống lăng hàn trở về hắn mới cố nén không ra tay nhưng vào giờ phút này hắn chỉ có oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận phong tình thiên tôn không tiếp tục nói nữa một chuỗi chuông màu tím ở đỉnh đầu của hắn hiện lên có ý cảnh năm tháng lưu chuyển nhìn kỹ trên chuông màu tím có long phượng quấn quanh Vô Nhạc Thiên Tôn vừa nhìn, không khỏi siết chặt nắm đấm, lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi lại luyện hóa Long tổ cùng Phượng tổ, hai vị này là nhóm sinh linh đầu tiên khi Thiên Địa sơ khai thì sinh ra, hơn nữa còn là nhân vật mạnh mẽ nhất trong đó, hầu như có thể đại diện cho tiên vực, lại bị Phong Tình Thiên Tôn lấy ra thần hồn, làm bảo khí của hắn. Phong Tình Thiên Tôn cười nhạt, bản tôn vẫn không có luyện thành bảo khí của mình, chính là đang đợi Long tổ Phượng tổ này trở thành nửa bước Thiên Tôn vừa vặn có thể luyện thành vạn long thiên phượng linh của bản tôn. chương 2632, Kinh Thiên Đảo Ngược Thượng Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không nói gì. Long Tổ, Phượng Tổ đều là người xuất sắc trong tiên vương tầng 9, có hy vọng bước ra bước cuối cùng, truyền thuyết mấy kỷ nguyên trước vẫn đang bế quan, cũng làm cho đông đảo tiên vương tràn ngập kỳ vọng. Một khi hai vị này xuất hiện, vậy tiên vực nói không chắc sẽ thêm ra hai vị thiên tôn. Nhưng còn bây giờ thì sao? hóa ra hai vị tiên vương mạnh mẽ này đã bị phong tình thiên tôn rút ra thần hồn, luyện thành bảo khí. Thật quá mức rồi, nhưng ai dám nói cái gì, vốn là đợi ngươi chết rồi sẽ luyện hóa thi thể của ngươi, tăng lên uy lực của vạn long thiên phượng linh, nhưng nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, bản tôn liền trực tiếp luyện hóa ngươi, có tinh huyết của một vị thiên tôn, uy lực của món bảo khí này sẽ càng mạnh hơn. Phong tình thiên tôn uy nghiêm đáng sợ nói, vô nhạc thiên tôn giận dữ, tóc đen chút về phía trời, không nghĩ tới phong tình thiên tôn lại còn có ý đồ xấu với hắn, muốn ở sau khi hắn chết cầm di cốt của hắn đi luyện bảo khí. Nhưng mà, hai đại thiên tôn toàn lực ứng phó, hắn thế đơn lực bạc, hơn nữa còn trọng thương, như thế nào ngang hàng. Hắn một đời ngang dọc, tình huống nguy hiểm, tuyệt cảnh gì chưa thấy, dù lúc trước dị vực thiên tôn đập cửa ải, hắn cũng không sợ đón nhận, cuối cùng thành công chống đỡ kẻ địch ở ngoài cửa. Nhưng mà, hiện tại hắn phát hiện, thật không có đường lui làm sao lực lượng thiên địa chết tiệt này vẫn không có đạt đến cực hạn để hai thiên tôn sợ ném chuột vỡ đồ không dám sằng bậy bằng không ba người chỉ có phần đồng quy vô tận nên kết thúc cửu ngũ thiên tôn vung kiếm mà ra khí thức của đại đế tràn ngập ầm um, thân thể của lăng hàn bỗng dưng nảy lên phát ra tiếng nổ vang rền đáng sợ thật giống như có một mặt trống trận ở trong cơ thể hắn gióng lên hả phong tình thiên tôn cùng cửu ngũ thiên tôn đồng thời nhìn về phía hắn cảm thấy lúc này trạng thái của hắn có chút không bình thường nửa bước thiên tôn ở trong mắt bọn họ cùng cặn bã không có bao nhiêu khác nhau nhiều lắm thu thập hơi phí chút tay chân nhưng mà lúc này lăng hàn lưu chuyển ra khí tức lại vượt qua nửa bước thiên tôn không phải dòng máu của vô nhạc thiên tôn mà là ở trong cơ thể hắn thật giống như có món đồ gì đó muốn phục sinh a à, lăng hàn hét lớn một tiếng lồng ngực tách ra một tòa tháp màu đen bỗng nhiên hiện lên duyên sinh xa xa thương chỉ vi kinh ngạc thốt lên trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt thiên tôn đại hắc cầu cũng không biết ở nơi nào chạy ra, nhảy nhót tưng bừng. Xoạt xoạt xoạt, nữ hoàng, hổ nữ, lưu vũ đồng, hết thảy người trong hắc tháp đều bị quăng ra, bao quát vật như tinh thạch, máu tổ vương. xèo, hắc tháp cấp tốc phóng to, đã biến thành một tòa tháp cao 9 tầng tràn ngập uy thế, khí thức cổ điển. Duyên sinh, người đã chết, một bảo khí có thể trổ uy gì? Phong tình thiên tôn lạnh lùng nói, thời điểm bọn họ luyện chế bảo khí đều sẽ hòa vào một tia thần thức của mình, hiện tại chính là tia thần thức này phát huy để hắc tháp kích thích ra sức chiến đấu cấp bậc thiên tôn nhưng mà một tia thần thức cũng chỉ là một tia mà thôi chờ sợi thần thức này thiêu đốt sạch vậy sức chiến đấu của hắc tháp cũng sẽ ngã xuống dù sao bảo khí là thiên tôn chế tạo ra mạnh nhất vẫn là thiên tôn trong hắc tháp đi ra một bóng người cái này có thể rõ ràng thấy được không phải là chân nhân mà do vô số quang mang đan dệt thành hư ảnh duyên sinh thương chỉ vi che miệng gào khóc cách xa nhau tám kỷ nguyên lại còn có thể nhìn thấy người sớm nhớ chiều mong, làm cho nàng kích động đến sắp điên rồi. Đại hắc cẩu gâu 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 mà gọi, còn ngẫn đầu kêu to. Phong tình, người nói không sai, bản tôn xác thực đã sớm hóa đạo, chỉ lưu lại một tia thần thức ở trong tam giới tháp, một khi vận chuyển, chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Duyên sinh thiên tôn từ tốn nói, thế nhưng, các ngươi đoán sai một điểm, cái gì, cửu ngũ thiên tôn hỏi, âm thanh ầm ầm như đế vương phát huy. Duyên sinh thiên tôn chỉ chỉ trời, sau đó một tay tóm lấy hắc tháp, xèo, hắn lại bay về phía bầu trời. Đây là ý gì, hắn thật vất vả hiện thân, lại không thừa dịp sợi thần thức này vẫn không có thiêu đốt ra tay, trái lại chạy lên bầu trời. Xoảng, giữa bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, chấp giật rực cháy. Hả, ô, nha, phong tình, cửu ngũ, vô nhạc thiên tôn đồng thời phát ra thanh âm kỳ quái, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, lực lượng thiên địa đang rít gào, hóa thành từng trường long từ bốn phương tám hướng vào tới oanh, 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 mắt trần có thể thấy, từng đạo thần long 16 màu từ trong mặt đất bay ra, đan dệt ở trên bầu trời. Tam đại thiên tôn đều kinh ngạc không thôi, lực lượng thiên địa làm sao sẽ cụ hóa ra, cái này không hợp lẽ thường, bởi vì thiên địa kiêng kỵ người nắm giữ loại lực lượng bản chất này nhất, thoát ly khống chế của nó. Xeo, một đạo thần long đột nhiên tuôn về phía vô nhạc thiên tôn, lóe lên liền đi vào trong cơ thể hắn. Vô nhạc thiên tôn kinh ngạc, thiên tôn không phải là con cưng của thiên địa, mà là bị từ bỏ lực lượng thiên địa cũng không phải là thiên địa ban tặng mà là hắn ăn cắp của thiên địa trước hắn trọng thương cướp không lại thiên địa bởi vậy không cách nào lấy ra lực lượng thiên địa không chỉ sức chiến đấu xuống thấp hơn nữa thương thế không cách nào khôi phục chỉ có thể càng nặng cuối cùng sẽ bị thiên địa chém giết nhưng còn bây giờ thì sao lực lượng thiên địa lại chủ động tiến vào trong cơ thể hắn cái này quá khó mà tin nổi duyên sinh thiên tôn nhất định có quan hệ với duyên sinh thiên tôn nếu không cũng quá khéo nguyện bảo vệ muôn dân, người người như rồng. Giữa bầu trời truyền đến âm thanh của Duyên Sinh Thiên Tôn, lôi vân diễn hóa, lại hiện ra hình thể của Duyên Sinh Thiên Tôn, hắn tản mát ra khí thức cuồn cuộn vô bờ, vượt xa khỏi cấp độ của nhất bộ Thiên Tôn. Cửu ngũ Thiên Tôn, phong tình Thiên Tôn kinh hãi, lẽ nào Duyên Sinh Thiên Tôn không chết, ngược lại trở nên càng mạnh hơn. Không đúng, phong tình Thiên Tôn lập tức lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời. Người ở tám kỷ nguyên trước lấy thân hợp đạo, thân thể, thần thức hòa vào thiên địa, nhưng còn có một tia thần thức tồn tại, tuy bản tôn đoán không ra tình huống cụ thể, nhưng người căn bản không thể ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển, chỉ có vào lúc này, lấy tinh khí thần trong bảo khí làm dẫn, cưỡng ép can thiệp thiên địa. chương 2633, Kinh Thiên Đảo Ngược Hạ Duyên sinh thiên tôn cười nhạt nói, không sai, vạn vật vận chuyển, tự có đạo lý, ta cùng thiên đạo kết hợp, không cách nào quá mức can thiệp thiên địa. Nhưng chỉ là để cho các người bị lực lượng thiên địa nhầm vào, cái này là chút lòng thành hắn chỉ tay, vô số thần long 16 màu tràn vào trong cơ thể vô nhạc thiên tôn, mắt trần có thể thấy, khí tức của vô nhạc thiên tôn đang cấp tốc tăng cường, thương thế cũng nhanh chóng phục hồi. Đáng chết, phong tình, cửu ngũ thiên tôn hừ nhẹ một tiếng, còn tiếp tục như vậy, vô nhạc thiên tôn thật có khả năng hoàn toàn khôi phục. Bọn họ ra tay, nhưng duyên sinh thiên tôn chỉ tay, soảng, hai tia chớp đáng sợ phân biệt đánh tới hai đại thiên tôn, khiến cho bọn họ không thể không dừng lại. Bởi vì tia chấp này vượt xa trình độ của tiên vương tầng 9, mà đạt đến cấp bậc nhất bộ thiên tôn, thậm chí ở trong nhất bộ thiên tôn cũng có thể coi là cực kỳ khủng bố. Đây là duyên sinh thiên tôn đang cảnh cáo bọn họ, lời của hắn nói không có nửa điểm hư ngôn, có thể để cho thiên địa nhằm vào càng thêm mãnh liệt. Vô nhạc thiên tôn từng ngụm từng ngụm hô hấp, vô số thần long 16 màu tràn vào trong cơ thể hắn, chỉ thấy cơ thể của hắn trở nên viên mãn, khí tức cũng hào hùng như biển, thật giống như chỉ trợn mắt liền có thể làm cho vô số ngôi sao rơi rụng. Hắn gần như khôi phục lại trạng thái mạnh nhất cửu ngũ thiên tôn cùng phong tình thiên tôn vừa giận vừa sợ duyên sinh thiên tôn khẳng định chỉ có thể tồn tại một lúc trình độ có hạn mà ảnh hưởng thiên địa bởi vì cái này chỉ là sợi thần hồn của hắn ở lại trong tam giới tháp chỉ cần sợi thần hồn này tiêu tan vậy hắn sẽ bị thiên đạo đồng hóa có thể nhìn thấy có thể nghe được nhưng căn bản không thể nhúng tay thiên tôn mạnh hơn lại há có thể so với bản thân thiên địa nhưng dù một chút thời gian ngăn ngắn như thế cũng làm cho hai đại thiên tôn bó tay toàn tập muốn đối kháng duyên sinh thiên tôn cũng được vậy thì đồng dạng lấy thân hợp đạo mọi người đều ở trong thiên đạo đấu nhưng cái này có ý nghĩa gì hợp đạo hợp đạo mình cũng không còn vậy coi như chiến thắng duyên sinh thiên tôn thì đã làm sao ha 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 vô nhạc thiên tôn cười to thương thế của hắn đã khỏi hẳn khôi phục lại trạng thái mạnh nhất thiên địa cũng giúp ngươi ăn gian có thể không trâu bỏ sao trở lại chiến hắn đập ra đồng thời khiêu chiến hai đại thiên tôn âm um, âm um, âm um hai đại thiên tôn bị ép nghênh chiến, lần này duyên sinh thiên tôn không có ảnh hưởng thiên địa cố ý nhằm vào phong tình cùng cửu ngũ, nhưng sức chiến đấu của vô nhạc thiên tôn mạnh mẽ ngoài ý muốn, một địch hai lại không rơi xuống hạ phong. Ngươi, phong tình thiên tôn cùng cửu ngũ thiên tôn kinh hãi, vô nhạc thiên tôn ngạo nhiên mà cười, có thể trở thành thiên tôn, ai sẽ yếu hơn ai. Hằng hoang thiên tôn luyện hóa hắn, nhưng trong quá trình này, hắn cũng nhòm ngó đạo của đối phương. Mười mấy kỷ nguyên, hai tên thiên tôn lẫn nhau phỏng đoán đạo của đối phương, lẫn nhau đấu pháp, đi ở bên bờ nguy hiểm, bởi vì ai hơi bất cẩn một chút sẽ bị đối phương luyện hóa. Bởi vậy, hàng hoang thiên tôn dĩ nhiên mạnh mẽ, sinh mệnh lũy thừa áp sát 16.000, mà vô nhạc thiên tôn kỳ thực cũng như thế, chỉ là hắn ở trong thiên địa dị vực, không chiếm được lực lượng thiên địa của tiên vực bổ sung, nên sẽ càng ngày càng suy yếu, nhưng một khi khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, sức chiến đấu của hắn sẽ cực kỳ khủng bố. Sinh mệnh lũy thừa của hắn cũng tiếp cận 16.000, nếu không thì, hắn lấy cái gì đến đối kháng hàm hoang thiên tôn tất cả mọi người mắt mê thần trì ai có thể nghĩ tới vô nhạc thiên tôn không chỉ từ kề cận cái chết kéo trở lại hơn nữa còn mãnh liệt đến mức độ như thế lấy một địch hai cũng bất bại duyên sinh xa xa thương chỉ vi nhìn trời lẩm bẩm duyên sinh thiên tôn nhìn về phía nàng lộ ra nụ cười áy náy chỉ vi là ta phụ lòng ngươi sau này thả xuống cừu hận hảo hảo sống tiếp không ta muốn cùng với ngươi thương chỉ vi lắc đầu ngữ khí khẳng định mà lại cố chấp, nàng từng bước một dẫm lên trời, ở trong quá trình bước đi, thân thể của nàng thiêu đốt, muốn hóa quy thiên địa. Sư phụ, an nhiên kinh ngạc thốt lên, muốn kéo thương chỉ vi, lại bị đối phương phẩy nhẹ, quét đến trên đất. Ta biết ngươi nhất định hận ta giết hỷ thiên, hiện tại ta cầm mạng trả cho nàng, ta muốn vĩnh viễn ở cùng với ngươi. Thương chỉ vi thiêu đốt mình, quy tắc hóa, cùng thiên địa kết hợp lại. Mọi người không có cái nào không thay đổi sắc mặt, đạt đến độ cao của tiên vương, người nào không phải trong mắt chỉ có thiên địa đại đạo, chỉ vì trở thành mạnh nhất. Thường chỉ vi là tiên vương tầng 9, tuy không phải nhân vật mạnh mẽ nhất thế gian, nhưng người có thể vượt qua nàng cũng chỉ ba bốn cái, nhưng mà, nàng vì ở cùng người yêu, lại không tiếc lấy thân hóa đạo. Để mọi người càng thay đổi sắc mặt chính là, trên thực tế duyên sinh thiên tôn đã chết, chỉ có ý chí yếu ớt xung hợp ở trong thiên địa, nói là sống sót, không bằng nói là nô lệ, bị nhốt ở bên trong vĩnh viễn. Nhưng mà, thường chỉ vi vẫn không do dự lựa chọn hóa đạo. Tình yêu như vậy, khiến người ta kính trọng, cũng làm cho người bóp cổ tay. Duyên sinh thiên tôn cũng thở dài. Chỉ vi, người sao phải khổ vậy chứ? Hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể như vậy. Có thể can dự quấy dày hai tên thiên tôn, đó là bởi vì thiên tôn vốn là thiên địa bất dung, hắn chỉ là tăng cường cường độ phản vệ của thiên địa, nhưng tiên vương tầng 9 ở trong hệ thống của thiên địa, hắn không thể can thiệp. Bởi vì hắn đã sớm chết, hiện tại lưu lại vẻn vẹn chỉ là một đạo ý thức. Lăng Hàn cũng thay đổi sắc mặt, bởi vì hổ nữ, hắn vẫn có mâu thuẫn với thương chỉ vi, nhưng hiện tại hắn cảm thấy cô gái này thực vĩ đại, chỉ là nếu như đổi thành hắn, hắn vạn vạn lần không sẵn lòng nhìn nữ nhân của mình lấy phương thức như thế đến kết thúc tính mạng. Nhưng, ai cũng không ngăn cản được thương chỉ vi, cả người nàng thiêu đốt, đây là nàng đang chủ động thiêu đốt bản nguyên, một vị tiên vương tầng 9 tự diệt, ai dám tới gần. Bị ảnh hưởng đến một chút chính là tử lộ, chỉ có thiên tôn mới có thể không nhìn. Nhưng hiện tại Tam đại thiên tôn đang chiến kịch liệt, người nào cũng không thể ra tay đi ngăn cản nàng. Chương 2634, bước đi, oanh, thương chỉ vi hoàn toàn thiêu đốt, hóa thành một ngọn lửa, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa, nhưng ở trước khi hóa đạo, trên mặt của nàng không có thống khổ cùng quyến luyến mảy may, chỉ có tràn đầy tình ý. Thời gian qua đi mấy kỷ nguyên, lại còn có thể gặp lại tình nhân trong mộng, vui sướng như vậy vượt qua tất cả. Nàng mệt mỏi chỉ muốn nằm ở trong lồng ngực của người yêu, vĩnh viễn không tỉnh lại. Soảng, thiên địa đau buồn, tiếc hận một vị tiên vương từ trần. Nữ si, nữ si, duyên sinh thiên tôn cảm khái không thôi, hắn đưa tay ra, cưỡng ép kiềm chế thần hồn của thương chỉ vi tiêu tan. Cho dù là tiên vương tầng 9, người chết đạo diệt, sẽ hoàn toàn tiêu tan, không lưu lại mảy may dấu vết ở trong thiên địa. Duyên sinh thiên tôn liền đi ngược ý trời, hắn cưỡng ép tụ tập thần hồn của thương chỉ vi, sau đó cùng thiên địa kết hợp lại. Tuy thương chỉ vi vĩnh viễn không thể sống lại, nhưng nàng cũng vĩnh viễn không thể chết đi, lấy hình thái ý thức tồn tại ở trong thiên địa, vĩnh viễn làm bạn với duyên sinh thiên tôn. Ở mọi người nhìn lại, đây là sự tình cực kỳ đáng tiếc, nhưng ở thương chỉ vi xem ra, đây có thể là kết cục nhất tốt. Thiên địa to lớn hơn nữa, quyền lực to lớn hơn nữa, thực lực mạnh đến đâu, không có người yêu làm bạn lại có ý gì. Duyên sinh thiên tôn cũng cố gắng hết sức, hắn không cách nào phục sinh thương chỉ vi, chỉ có thể để thần hồn của đối phương vĩnh lưu ở trong thiên địa hắn lắc lắc đầu, nhưng thường chỉ vì không cách nào hiện ra, nàng chỉ là tiên vương tầng 9, không có tư cách lưu lại lạc ấn ở trong thiên địa. Một bên khác, tam đại thiên tôn chiến đấu cũng từ từ gay cấn tột độ, làm cho thiên địa nhầm vào càng thêm đáng sợ, đây không phải duyên sinh thiên tôn động tay, mà là lực phá hoại của bọn họ quá đáng sợ. Trong chớp mắt, tam đại thiên tôn cùng nhau ngừng tay, lại muốn tiếp tục đánh, bọn họ sẽ chơi xong, hết cách rồi, ai bảo bọn họ đều chỉ là nhất bộ thiên tôn, không có vượt qua thiên địa liền bị quản chế ở trong thiên địa bắt đầu từ hôm nay ai còn dám nhằm vào tiểu tử này chính là đối địch với bản tôn vô nhạc thiên tôn cực kỳ khí phách ánh mắt đảo qua vô số tiên vương tràn ngập uy hiếp còn có hai người các ngươi hắn nhìn về phía phong tình cùng cửu ngũ nếu như các ngươi lại đánh chủ ý tới tiểu tử này bản tôn liền giết nhất mạch bọn ngươi từ trên xuống dưới sạch sành xanh ngươi là đang đe dọa bản tôn sao phong tình thiên tôn uy nghiêm đáng sợ nói hắn bị làm tức giận vô nhạc thiên tôn diếu cợt nở nụ cười chính là uy hiếp thì đã làm sao ngươi dám động tiểu tử này bản tôn liền dám diệt nhất mạch của ngươi ngươi không phục khó chịu thì đã làm sao bản tôn không để ý sắc mặt của phong tình thiên tôn nhất thời có vẻ hết sức khó coi từ khi thành thiên tôn tới nay hắn chưa từng bị người uy hiếp qua đến độ cao như vậy mọi người đều siêu thoát làm sao có khả năng lưu ý chuyện khác nhưng vô nhạc thiên tôn ngược lại tốt một bộ lưu manh vấn đề là uy hiếp như vậy cực kỳ hữu hiệu mặc kệ là phong tình hay cửu ngũ hai người đều có truyền nhân đời sau của mình tuy nói nhân vật như bọn họ đã không coi trọng tình thân lắm nhưng ai lại sẵn lòng bị đoạn từ tuyệt tôn chứ hơn nữa vô nhạc thiên tôn thật rất mạnh phong tình cửu ngũ thiên tôn liên thủ mới có thể đối kháng để uy hiếp như vậy trở nên càng thêm hiện thực bởi vì vô nhạc thiên tôn không nói sẽ bỏ qua cho hai người bọn họ đáng ghét a à, sao thực lực của người này tăng vọt một đoạn dài như thế có điều, bản tôn có thể cho các ngươi một cơ hội giết hắn. Vô nhạc thiên tôn lời nói xoay chuyển, chỉ cần không vượt qua tiểu tử này hai cảnh giới nhỏ, tùy tiện ai đến cũng có thể ra tay, bản tôn chắc chắn sẽ không can thiệp. Lời vừa nói ra, lang hàn không khỏi nghe răng, biết vô nhạc thiên tôn đây là muốn mải rũa mình. Chỉ là vị thiên tôn này cũng thực để mắt hắn, lại cho phép nằm trong hai cảnh giới nhỏ. Phải biết, tiên vực lại không phải không có đế tinh, tỷ như kỳ vô danh, nếu như hắn cao hơn lăng hàn hai cảnh giới nhỏ, sức chiến đấu kia sẽ mãnh liệt đến trình độ nào. Có điều, không có ai biết kỳ thực hiện tại Lăng Hàn cường đại nhất cũng không phải cảnh giới, mà là thể thuật. Dưới lực lượng thiên địa rèn luyện, thể thuật của hắn đã vượt xa cảnh giới, siêu cấp đế tinh như huyết qua cũng bị hắn trả đạp, cao hơn hai cảnh giới nhỏ đã muốn giết hắn. Trừ khi đối phương cũng yêu nghiệt như hắn, rất sớm liền tiếp xúc được lực lượng thiên địa. Đây là không thể, cho dù là yêu nghiệt như kỳ vô danh cũng không làm được, trừ khi là thiên tôn chuyển thế trùng tu, nhưng lẽ nào thiên tôn vì giết hắn mà đi chuyển thế trùng tu không phải đùa giỡn sao phong tình cửu ngũ các ngươi có đáp ứng hay không vô nhạc thiên tôn hỏi khí phách ngút trời phong tình cùng cửu ngũ không nói gì hai người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể ngang hàng vô nhạc coi như lại thêm thanh hỏa vẫn chưa lộ diện kia tam đại thiên tôn liên thủ xác thực có thể áp chế vô nhạc nhưng muốn tiêu diệt người này ha ha thực lực mạnh đến cấp độ của vô nhạc thiên tôn ngoại trừ nhị bộ thiên tôn còn ai có thể lưu được hắn. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi tìm thanh hỏa, thương lượng một chút lại nói. Hai đại thiên tôn như ăn phải con ruồi, dồn dập xoay đầu, sẽ không gian rời đi. Bọn họ nhất định sẽ phái ra đệ tử kiệt suất nhất đi đánh giết lăng hàn, mặt khác, bọn họ cũng phải mau chóng tìm được thanh hỏa thiên tôn, ba người cùng nhau liên thủ đối phó vô nhạc, nếu không thì, đường núi hai giới mở ra, cũng không biết vô nhạc thiên tôn sẽ chơi trò gì nữa. Bọn họ cực kỳ bức thiết muốn siêu thoát, ở dưới đại tiền đề này, cái gì cũng có thể vứt bỏ, cái gì cũng có thể hy sinh. Mắt thấy hai đại thiên tôn ỉu xìu chán trường đi rồi, tất cả mọi người khó mà tin nổi đến cực điểm. Thiên tôn A, nhân vật trí cao vô thượng lại bị bức ép đi rồi. Đây là sắp thay người lãnh đạo sao. Chúc mừng đạo huynh, có hy vọng bước ra bước thứ hai. Duyên sinh thiên tôn nói, vô nhạc thiên tôn gật gù, ta nghe tiểu tử này nói về ngươi, hơn nữa, ta cũng phải cảm tạ ngươi, không có bảo khí của ngươi, ta cũng không thể thoát vây. Hắn không có tự xưng bản tôn, cho duyên sinh thiên tôn đủ mặt mũi. chương 2635, tái chiến hồng hoang. Duyên sinh thiên tôn nhìn về phía lăng hàn, lộ ra nụ cười, kỳ thực hắn vẫn đang chăm chú nhìn đệ tử này, chỉ là từ đầu đến cuối không có gặp phải thời điểm cần hắn xuất thủ, cho đến giờ phút này hắn mới rốt cuộc hiện thân, không chỉ giải quyết nỗi lo về sau thay lăng hàn, thậm chí còn tìm cho hắn một núi dựa lớn. Hắn cũng hết sức vui mừng, Đệ tử cách thế này có hy vọng vượt qua hắn, giao tương lai cho Lăng Hàn, hắn cực kỳ yên tâm. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền lạy xuống, "Bái kiến sư phụ, từ khi hắn tu Bất Diệt Thiên Kinh bắt đầu, liền cùng Duyên Sinh Thiên Tôn kết thành tình nghĩa sư đồ cách thế." Duyên Sinh Thiên Tôn gật đầu, "Sau này, Người cũng chỉ có thể dựa vào mình, vì để ta tỉnh lại, Tam Giới Tháp cũng bạo phát dư uy, từ đây tính nghịch, trừ khi ngươi có thể đạt đến Thiên Tôn cảnh, mới có thể thức tỉnh nó." Lăng Hàn gật đầu, đệ tử nhất định sẽ làm được ngươi rất tốt rất tốt duyên sinh thiên tôn nói thời gian hắn có thể tồn tại có hạn sau này liền quy về trong thiên đạo tuy xem như tồn tại nhưng không người nào có thể biết cũng vĩnh viễn không thể phát ra âm thanh lấy thân hợp đạo tương đương với cống hiến mình cho thiên đạo tự nhiên không thể có thêm tồn tại của bản thân thiên tôn đại hắc cầu chạy vội tới nhìn bầu trời sủa gọi duyên sinh thiên tôn nhìn đại hắc cầu cười nói tiểu hắc sau này hào hảo phụ tá lăng hàn Yên tâm, đại hắc cầu đứng thẳng người lên, một bên choàng vai của Lăng Hàn. Ta vẫn chăm sóc hắn, có chuyện tốt gì đều sẽ kêu hắn theo. Lăng Hàn suýt chút nữa một cước đạp lên, cái con chó chết này ngoại trừ hại người còn có thể làm gì. Ta phải đi, đường sau này cần các người tự mình đi. Duyên sinh thiên tôn nói, thân ảnh đã càng ngày càng ảm đạm. Cung tiến đại nhân, hầu như tất cả mọi người đều quỳ xuống, bọn họ đều nghe nói sự tích của Duyên sinh thiên tôn, lấy thân hợp đạo, và chạm thông đạo hai giới, vì tiên vực thắng được vài kỷ nguyên an bình. Hành động to lớn như vậy, tự nhiên đáng giá kính nể. Duyên sinh thiên tôn nở nụ cười, thân ảnh dần dần mơ hồ, quy về thiên địa. Vù, một tòa hắc tháp rơi xuống, nhưng mất đi tất cả hào quang. Thiên tôn, đại hắc cầu khóc bù lu bù loa, bình thường không có chính hình, lúc này mới toát ra tính tình thật. Tiến đưa đạo hiểu, vô nhạc thiên tôn cũng nói, tuy thiên kiếp đáng sợ, nhưng hắn không để ý chút nào, đã sắp tu nhất bộ thiên tôn tới viên mãn, thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, một ý nghĩ thì có thể làm cho lôi đình cự nhân kéo tới hóa thành cho bụi. Chỉ cần hắn không chủ động ra tay, để thiên địa nhằm vào trở nên càng thêm đáng sợ, tuyệt đối là bất tử bất diệt. Hắn lại nhìn về phía Lăng Hàn, vỗ vỗ vai của đối phương, cười nói: "Tiểu tử, đường cần phải tự mình đi, bản tôn cũng không thể trải bằng thay ngươi, hơn nữa, cũng chỉ có tự mình đi ra, đường mới đủ rộng rãi, có thể đi càng xa hơn. Không có chuyện gì thì đừng tới tìm bản tôn." Nhưng ai dám lấy lươn ép nhỏ, bản tôn sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Hàn gật đầu, hắn cũng không muốn dựa vào ai, chỉ cần cảnh giới tương đương, hắn cần sợ ai sao? Phải phải, Đại Hắc Cẩu vừa nãy khóc đến thương tâm, nhưng tốc độ khôi phục lại cũng nhanh phát điên, lại choàng vai của Lăng Hàn, cợt nhả nói: "Tiểu tử, có nghe hay không, sau này ngươi liền tự sinh tự diệt đi." Nó dừng một chút, quay mặt nói với Vô Nhạc Thiên Tôn: "Đại nhân, sau này ngài liền bảo bọc ta đi." cầu gia vừa nhìn liền anh Tuấn hơn tiểu tử này gấp trăm lần, thiên phú cao gia vạn lần, đốt đèn lồng cũng không tìm được. Cút, đối mặt vô liêm sỉ của đại hắc cầu, ngay cả vô nhạc thiên tôn cũng không nhịn được đạp nó một cước. Cũng còn tốt, vô nhạc thiên tôn không có phẫn nộ thực, bằng không hắn đá một cước như thế, đại hắc cầu cũng có thể nói tạm biệt thế giới này. Cứ như vậy đi, vô nhạc thiên tôn vung tay áo một cái, một cước bước ra, đã đi xa vô cùng. Hắn đã mười mấy kỷ nguyên không về tiên vực, đương nhiên phải đi khắp nơi một chút nhìn. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, một đám người trẻ tuổi đi tới, dồn dập vây quanh Lăng Hàn, lúc trước Lăng Hàn đại phát thần uy, chôn giết dị vực hơn trăm tổ vương, quả thực kinh người, chỉ là còn chưa kịp giao lưu, hắn liền bị bước đi vào dị vực. "Kỳ vọng cùng ngươi tái chiến." Kỳ vô danh chắp hai tay ở phía xa nói. "Hừ," hai mắt hồng hoang lộ ra lạnh lẽo, nếu không phải Vô Nhạc Thiên Tôn buông lời, tu vi cao hơn Lăng Hàn hai cảnh giới nhỏ không thể ra tay, hiện tại hắn khẳng định đã giết Lăng Hàn. Phải biết hắn là chết ở trong tay lăng hàn một lần nếu không phải phong tình thiên tôn thủ đoạn nghịch thiên mộ phần của hắn đã xanh cỏ rồi lăng hàn trở lại tiên vực tu vi liền trực tiếp rơi xuống đến tiên phủ nhị bí giống lúc rời đi nhưng kỳ thực hắn đã chuyển hóa một bộ phận linh lực thành nguyên lực lại có thể xem như là thăng nguyên cảnh cái cảnh giới này đến cùng phải tính thế nào là một vấn đề nhưng hiện tại hắn để lộ ra khí tức xác thực chỉ là tiên phủ cảnh bởi vậy hồng hoang đã bước vào thăng nguyên tự nhiên không thể ra tay Lăng Hàn nhìn sang nói, Ngươi còn chưa chết, hồng hoang xanh mặt, nhưng chỉ hừ một tiếng, không hề trả lời. Vậy ta lại đưa ngươi đi một lần, Lăng Hàn dơ dơ nắm đấm, cảnh giới của hắn khó định, nhưng thể thuật không bị quy tắc ảnh hưởng, vẫn sẽ vượt qua sức chiến đấu của thăng nguyên viên mãn. Xem thường giao thủ với ngươi, hồng hoang diếu cợt nói, yên tâm, nếu là ta chủ động khiêu chiến, cho dù ta thật chết trận, vô nhạc đại nhân cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Lăng Hàn cười nói, như thế nào, có dám chiến hay không. Trong lòng hồng hoang hơi động, cho dù không thể giết Lăng Hàn, hắn cũng có thể tàn nhẫn nhục nhã đối phương, đây chính là Lăng Hàn tự tìm có đúng hay không. Nghĩ tới đây, hắn liền gật đầu nói, nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục, ta sẽ tác thành ngươi. Hắn đã bước vào thăng nguyên, tuy chỉ là tiểu thành, nhưng muốn chân áp tiên phủ tự nhiên là hạ bút thành văn. Tứ đệ, không bằng để cho ta tới đi, Vũ Hoàng mở miệng, hắn cái sau vượt cái trước, cũng thành công bước vào thăng nguyên. Lăng Hàn lắc đầu nói, loại cạn bã này, ta đến là được, không cần nhị ca động thủ. Được, Vũ Hoàng gật đầu, hắn tin tưởng Lăng Hàn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nếu Lăng Hàn chắc chắn như thế, vậy liền có niềm tin tuyệt đối. chương 2636, giáo dục rộng khắp. Không cần mấy, liền sẽ thu công, nhị ca chờ chút, chúng ta lại tâm sự. Lăng Hàn cười nói, hắn vốn là muốn nói mấy giây, nhưng nghĩ tới Vũ Hoàng không thể biết khái niệm của giây phút, bởi vậy liền sửa lời. Lăng Hàn, người quá không coi ai ra gì. Hồng Hoang lạnh lùng nói, hắn vô cùng phẫn nộ, hận không thể bầm Lăng Hàn thành vạn đoạn. Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay, trong vòng ba chiêu dậy ngươi làm người, đủ rồi, Hồng Hoang quát, âm thanh hóa thành một cái khai sơn phủ, bổ tới Lăng Hàn. Chiêu thứ nhất, Lăng Hàn cười nói, tiện tay đấm ra một quyền, đánh vào búa lớn, lực lượng kinh khủng phun trào, oành, cái búa lớn này lập tức bị đánh nát tan, nhưng quyền lực không hết, vẫn đánh về phía Hồng Hoang con người của hồng hoang lập tức trừng ra, hoàn toàn không thể tin được. Hồng hoang ngốc rồi, một tiên phủ nho nhỏ, làm sao có khả năng nắm giữ lực lượng ngang hàng hắn. Không không không, không chỉ ngang hàng, thậm chí chiếm cứ thượng phong. Hắn vội vã vùng quyền nổ kích, chặn dư uy quyền lực của lăng hàn, nhưng thân hình không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, đằng đằng đăng, hắn mỗi dẫm một bước đại địa đều run rẩy toàn bộ mặt đất chìm xuống một chút. Đây là hắn ăn phải lực lượng quá to lớn, một bên lùi, còn một bên thổ huyết, tóc cũng dựng lên thẳng tắp, thật giống như có người lui kéo. Lui hơn trăm dặm, lúc này hắn mới ngừng lại, chỉ thấy một đường lưu lại dấu chân thật sâu, cũng tung xuống một đường máu tươi. Tất cả mọi người ngơ ngác, hoàn toàn không thể tiếp thu. Đây là muốn nghịch thiên sao? Trước lang hàn đại phát thần uy, ngay cả tổ vương tiên vương cũng có thể giết, một là bởi vì hắn đạt được khởi nguyên ma phương, hai là bởi vì hắn có một thiên tôn bảo khí, nhưng hiện tại khu vực trung lập đã phá diệt hắn không thể mượn đến nguồn lực lượng này mặt khác thiên tôn bảo khí kia cũng tiêu hao hết lực lượng duyên sinh thiên tôn chính mồm nói rõ vậy hắn còn làm sao có thể yêu nghiệt như thế hoàn toàn không thể lý giải lang hàn cười nhạt chuẩn bị lại chết một lần chưa không hoang nhìn chằm chằm lăng hàn hô hấp có chút trầm trọng một lát sau hắn lấy ra một đôi quyển sáo mang vào phía trên có từng viên từng viên phù văn phát sáng để khí thức của hắn lập tức cất cao gấp mấy lần đây đương nhiên là một bộ bảo cụ cấp bậc thăng nguyên cảnh chính là hắn ở trong một di tích cổ đạt được cho đến khi hắn bước vào thăng nguyên mới phát huy ra uy lực hoàn toàn trước hắn vẫn không có cơ hội sử dụng bởi vì đối thủ quá yếu căn bản không cần nhưng hiện tại cho dù lấy ra món bảo khí này hắn vẫn không có một chút xíu nắm chắc đối thủ quá mạnh mẽ để trong lòng hắn không có tự tin ngươi ở dị vực đến tột cùng trải qua cái gì hắn không nhịn được hỏi lang hàn sẽ cường đại đến khó mà tin nổi như vậy khẳng định có quan hệ với dị vực, nếu không chỉ đi ra ngoài một vòng, làm sao thực lực của hắn có khả năng tăng lên nhanh chóng mãnh liệt như vậy. Mọi người cũng không khỏi dựng thẳng lỗ tai lên, bọn họ cũng hết sức quan tâm. Lang Hàn cười cợt nói, ngoại trừ tiên vực cùng dị vực ra, còn có vô số thế giới như vậy, xưng là vị diện. Vị diện có phân chia mạnh yếu, vị diện mạnh vẫn xâm lấn vị diện yếu, vì chính là thôn vệ vị diện yếu, để mình càng mạnh hơn, để tránh khỏi bị vị diện càng mạnh hơn thôn phệ. Lời này nói có chút quanh quẩn, nhưng người xung quanh không phải thiên kiêu, chính là tiên vương, muốn bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn là không thành vấn đề. Lăng Hàn cố ý nói ra sự tình của nguyên thế giới, bởi vì hắn hy vọng càng nhiều người biết mình đang ở trong hoàn cảnh thế nào, sau này ít nội đấu một chút, nhiều chút động lực, đoàn kết cùng anh dũng về phía trước. Quả nhiên, mọi người nghe được còn có rất nhiều thế giới giống như dị vực thì, không ai không kinh hãi, ngay cả tiên vương cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có hai thế giới tiên vực, dị vực, chỉ cần đỡ được dị vực, vậy tất cả thái bình. Lăng Hàn tiếp tục nói, hết thảy vị diện ngộp lại, xưng là nguyên thế giới, mà vị diện cũng được chia làm cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng ba cấp độ, còn có vị diện càng mạnh hơn hay không? Có thể có, nhưng không xác định. Có người ngắt lời nói, vậy chúng ta thuộc về vị diện cao đẳng sao? Lăng Hàn lắc đầu, bất kể là chúng ta hay dị vực, đều chỉ là vị diện cấp thấp. Thậm chí, chúng ta ở trong hết thảy vị diện cấp thấp là thuộc về lót đáy. Lời vừa nói ra, mọi người ổ lên, làm sao có thể chứ, tiên vực có thiên tôn tồn tại, mà thiên tôn là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào. Không có càng mạnh hơn, đã như vậy, bọn họ vẫn còn không tính là vị diện cao đẳng. Không thể, ngươi nhất định là đang lừa mọi người, coi như chúng ta yếu hơn dị vực một chút, nhưng làm sao cũng có thể xem như là vị diện trung đẳng A. Tất cả mọi người lắc đầu, hoàn toàn không thể tiếp thu. Lăng Hàn cười ha ha, toàn bộ nguyên thế giới đều là như vậy. Vị diện mạnh mẽ xâm lấn vị diện nhỏ yếu. Tỷ như dị vực, bọn họ một bên xâm lấn chúng ta, một bên lại đang bị huyền nghịch vị diện xâm lấn. Dừng một chút, hắn lại nói, mà chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ là đang bị xâm lấn, nhưng không có đi xâm lấn vị diện khác, đó là bởi vì chúng ta đã lót đáy trong hết thảy vị diện. Mọi người nhất thời không nói gì, Lăng Hàn nói rất có đạo lý, đương nhiên, điều kiện trước tiên là hắn nói sự tình liên quan tới nguyên thế giới là chân thực. Dưới vị diện xâm lấn, Toàn bộ thế giới chúng ta sẽ bị hủy diệt, vì lẽ đó, không thể có bất luận ảo tưởng gì." Lang Hàn nghiêm nghị nói. Hồng Hoang thiếu kiên nhẫn, có một số việc hắn nghe Phong Tình Thiên Tôn tình cờ nói qua, tiên vực hủy hay không hủy hắn căn bản không để ở trong lòng, bởi vì thật đến một ngày kia, Phong Tình Thiên Tôn sẽ mang theo dòng dõi của hắn rời đi tiên vực. Ngược lại, cái này vẫn là một cơ duyên lớn, Phong Tình Thiên Tôn có thể siêu thoát, vậy nhất mạch bọn họ đi tới vị diện cao đẳng, tất cả mọi người đều có không gian trưởng thành bao la. Bởi vì thiên địa không giống, người ở vị diện cấp thấp đột phá thiên tôn độ khó nhất định lớn hơn ở vị diện cao đẳng, hết cách rồi, đây là hoàn cảnh gây ra. Cái này cùng thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ lại có quan hệ gì? Hắn hỏi, Lăng Hàn tự nhiên không cần trả lời hắn, nhưng hắn nhìn những người khác một chút, chậm rãi nói. Bởi vì tuy thế giới không giống, quy tắc cũng không giống, nhưng có rất rất nhiều chỗ chung. chương 2637, lại giết một lần. Tuy tiên vực vị diện chúng ta hơi yếu, nhưng ở trên quy tắc cũng có đặc sắc của mình, nếu như kết hợp hai người, lấy sở trường bù sở đoàn, vậy sức chiến đấu tự nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nói xong, hắn bước dài đi tới trước mặt hồng hoang, một đấm nổ ra. Hồng hoang vung quyền đón lấy, nhưng oanh một hồi, quyền sáo tuột tay bay ngược, cả cánh tay cũng trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Lăng Hàn thật giống như hiện thân thi pháp, nhưng đây căn bản không phải sức chiến đấu sau khi quy tắc hai giới dung hợp, mà là hắn lấy lực lượng thiên địa tu ra thể thuật. Nhưng vì chứng minh cường đại, lăng hàn hoàn toàn không thèm để ý ngược lại chỉ cần để mọi người biết hắn nói không sai là được tất cả mọi người bừng tỉnh đám tiên vương mạnh mẽ còn có thiên kiêu cũng lập tức lộ ra vẻ động tâm bọn họ cũng dục già dục dịch muốn đi vào dị vực tăng sức chiến đấu của mình lên đáng thương hồng hoang căn bản không có ai lưu ý sống chết của hắn hắn hận đến cắn răng có vô nhạc thiên tôn cho lăng hàn chỗ dựa ai dám quản việc không đâu không thấy ngay cả phong tình cửu ngũ thiên tôn cũng cúi đầu sao muốn đối phó lăng hàn chỉ có để tuyệt đỉnh thiên kiêu ra tay, tu vi nhiều nhất chỉ có thể cao hơn Lăng Hàn hai cảnh giới nhỏ. Nhưng từ hiện tại đến xem, đừng nói cao hơn hai cảnh giới nhỏ, dù cao hơn 10 cảnh giới nhỏ cũng chưa chắc là đối thủ của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói, ta ở dị vực đã tu đến thăng nguyên tiểu thành, nhưng bởi vì quy tắc tiên vực không giống, vì lẽ đó nhìn qua chỉ giống như lúc rời đi. Hắn cho thấy cảnh giới chân thực của mình, cũng là đang cố ý đặt bẫy cho người ta, dẫn ra những người lòng mang ý đồ xấu kia tuy hiện tại đã không thể dựa vào hắc tháp nhưng lăng hàn tràn đầy tự tin có can đảm đón đánh khiêu chiến cùng khó khăn không hoang phiền muộn muốn chết hóa ra lăng hàn cùng mình cảnh giới giống nhau như vậy đối phương lại dung hợp quy tắc hai giới chẳng trách sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn mình ta chịu thua không hoang cắn răng nói đại trưởng phu cầm được thì buông được lần này hắn xác thực không phải đối thủ của lăng hàn nhưng tiếp đó hắn sẽ nhờ phong tình thiên tôn ra tay đưa mình vào dị vực ngược lại song phương có thỏa thuận Hắn đi tới dị vực cũng không sợ bị người làm thịt, chờ đồng dạng dung hợp quy tắc hai giới, hắn lại trở về đánh bại Lăng Hàn. Lăng Hàn không tiếp tục nói nữa, vung ra một quyền. Ngươi làm cái gì? Hồng Hoang giận dữ hét, hắn đã chịu thua. Giết ngươi, Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói, lúc trước Hồng Hoang cực kỳ bá đạo, ỷ vào mình là đệ tử thiên tôn, ở Thánh Nguyên học viện trắng trợn không kiêng rẻ, còn nhiều lần xuống tay với hắn, cho rằng hắn không có tính khí. Ngươi dám? Hồng Hoang chỉ có thể lấy một tay đón đánh. Sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10, tự nhiên càng không phải đối thủ của Lăng Hàn. Có cái gì không dám? Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn ngay cả Phong Tình Thiên Tôn cũng dám ra tay, huống chi là một thang nguyên cảnh nho nhỏ. Chờ hắn trở thành Thiên Tôn, sớm muộn cũng sẽ đánh giết Phong Tình Thiên Tôn thành cặn bã. Có trước Tiên Vương mở miệng khuyên bảo, dù sao Hồng Hoang cũng là đế tinh, tương lai tất nhiên thành Thiên Vương tầng 9, chính là trụ cột vững vàng chống lại dị vực xâm lấn. Lăng Hàn cười gằn, đã quên nói cho các ngươi, Phong Tình, Cửu Ngũ, Thanh Hỏa đã cấu kết với dị vực, muốn ở thời điểm tiên vực phá diệt, lấy ra lực lượng bản nguyên của tiên vực để bản thân siêu thoát. Vì lẽ đó, môn hạ nhất mạch của bọn họ liền không cần hy vọng, ngược lại sẽ không theo tiên vực cùng sống chết. Cái gì? Nhiều tiên vương vừa nghe đều nhíu mày, có mấy người không tin, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại hành động của ba tên thiên tôn những năm này, xác thực như Lăng Hàn nói, căn bản không có vì chống lại dị vực xâm lấn mà làm cái gì. Chuyện mười mấy kỷ nguyên trước ngược lại cũng quên đi, nơi này căn bản không có người sống lâu như vậy, nhưng tám kỷ nguyên trước, duyên sinh thiên tôn một thân một mình chống lại dị vực thiên tôn, cuối cùng hy sinh lấp kín đường nối hai giới. Tiên vương trải qua chiến dịch này vẫn rất nhiều, hơn nữa trước đó duyên sinh thiên tôn hiện ra thế gian, đây là chứng cứ rõ ràng. Tam đại thiên tôn không có ý chống dị vực, hóa ra, bọn họ đã sớm quyết định chủ ý muốn hủy diệt tiên vực, không có ra tay chỉ là bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ, sẽ bị thiên địa nhầm vào vì lẽ đó cần mượn tay dị vực hoàn thành. Chẳng trách, vô nhạc thiên tôn từ dị vực trở về, lại gặp phải phong tình thiên tôn cùng cửu ngũ thiên tôn đánh lén, quyết tâm đẩy lăng hàn vào chỗ chết, bởi vì hắn có khả năng trở thành thiên tôn. Mặc kệ là vô nhạc thiên tôn hay lăng hàn trở thành thiên tôn, chỉ cần có bọn họ, vậy khẳng định có thể ngăn cản dị vực xâm lấn, chỉ ít cũng sẽ kéo dài, thật giống như duyên sinh thiên tôn, một ngăn trở chính là tám kỷ nguyên. Cái này tổn hại lợi ích của đám người cửu ngũ thiên tôn, vì lẽ đó bọn họ đương nhiên phải ra tay với vô nhạc thiên tôn cùng lăng hàn rồi lăng hàn nhảy lên thật cao vung quyền đập tới đầu của hồng hoang hồng hoang đón đánh đùng cánh tay còn lại bị đánh nát hắn gào thét xoay người bỏ chạy đối thủ quá mạnh mẽ hắn không cách nào ngang hàng lăng hàn bạo phát thể lực khủng bố một cái bước dài liền đuổi theo ở trong thời gian ngắn lực lượng bạo phát thể thuật tự nhiên vượt xa quy tắc hắn lại oanh một quyền đánh vào trên lưng hồng hoang oanh Cả người Hồng Hoang bị đánh nổ, lực lượng hộ thể căn bản không đỡ nổi một đòn. Lang Hàn tắm mưa máu của Hồng Hoang, đứng ngạo nghễ trong không trung. Tuy hắn giết chỉ là một thăng nguyên cảnh, nhưng Hồng Hoang là một tên đế tinh, tương lai tất nhiên thành tiên vương tầng 9, phân lượng nặng cỡ nào. Ngay cả Tiên Vương cũng thất thanh, chỉ cảm thấy Lang Hàn thật quyết tâm đối nghịch phong tình thiên tôn. Gan to bằng trời, thực sự là quá gan to bằng trời. Lang Hàn nhoẻn miệng cười, "Chư vị, cho phép ta rửa mặt một hồi." sẽ uống rượu cùng các vị. Hắn chủ yếu là trước tiên xử lý nô lệ nhân tộc từ dị vực mang về một chút, bọn họ tu chính là quy tắc dị vực, trở lại tiên vực thực lực hạ thấp rất lớn. Còn tốt chính là, trong bọn họ căn bản không có mấy cường giả, đại bộ phận đều dưới chảm trần, vẫn không có tiếp xúc đến tầng thứ quy tắc, nên kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn, nhiều lắm chính là bị thiên địa cam hận mà thôi. chương 2638, Đại Hắc Cầu đối với Ngõa Lý Thượng. Làm sao giàn xếp bọn họ, Lăng Hàn liền không quan tâm, ngược lại những tiên vương tử có quyết đoán hơn nữa còn có thể từ trên người bọn họ nhòm ngó pháp môn của dị vực vẫn tương đối có ý nghĩa xử lý xong chuyện này lăng hàn liền đi ra gặp mọi người người rất nhiều có vũ hoàng nghiêm tiên lộ dị còn có chín phân thân trước đây xa lại có đế tinh đế giả như thích thiện tử giả lan còn có an nhiên có duyên gặp mặt một lần hoặc là xưa nay không quen biết cũng tới theo thương chỉ vi lấy thân hợp đạo ân oán của côn bằng cung tứ hải cung cũng coi như chấm dứt An Nhiên có dự định cùng Lăng Hàn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Lăng Hàn thở dài, tùy thường chỉ vì hại chết Hỷ Thiên, nhưng hắn chưa từng thấy Hỷ Thiên, không thể nói là có cảm tình, nhưng thường chỉ vì chăm sóc hắn là thiết thiết thật thật, để hắn cảm động, sau đó lại nhìn thấy nàng mối tình thắm thiết, thực là khâm phục. Trưng cầu qua ý kiến của hổ nữ, Lăng Hàn liền cùng An Nhiên nhất tiếu mãn ân cừu, ở trước mặt kẻ địch chung dị vực, có cái gì không bỏ xuống được. Tất cả mọi người hỏi trải qua của hắn ở dị vực, Lăng Hàn kể ra, nhưng không có đề cập sự tình liên quan tới năng lượng hư tử. Nói ra cũng vô dụng, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không nắm giữ được loại năng lượng này, chỉ là ảo tưởng, hoàn toàn không hiện thực. Mọi người nghe hắn nói ở dị vực đại hiển thần uy, bại nhiều loại thiên kiêu, cuối cùng trở thành đệ nhất đế tinh, cũng phân chân không ngớt. Ai nói tiên vực yếu hơn dị vực, lang hàn chính là minh chứng, người của tiên vực đi ra hoàn toàn có thể mạnh hơn dị vực. Mọi người uống rượu tán gẫu Lăng Hàn thậm chí lấy ra một chút máu tổ vương phân cho mấy người thân cận, để những người khác ước ao không thôi, hận không thể làm tiểu đệ cho Lăng Hàn. Liên tiếp sau 7 ngày, mọi người mới từng cái rời đi. Lăng Hàn trước tiên cùng nghiêm tiên lộ, dị trao đổi sự tình liên quan tới đồng minh, cho bọn hắn một ít tài nguyên, đặc biệt là máu tổ vương, sau đó lại cùng Vũ Hoàng nói một trận, tặng cho vị nhị ca này thật nhiều tinh huyết tổ vương. Hắn đối với huynh đệ đương nhiên sẽ không keo kiệt, khởi nguyên ma phương cũng cho Vũ Hoàng mượn đi phỏng đoán, hy vọng vị nhị ca này có thể đi được càng xa hơn. Để Lăng Hàn đau đầu chính là tiểu khủng, đây là thiên địa dị vực sinh ra máy chiến đấu, nhưng chạy tới tiên vực, bởi vì thiên địa không giống, quy tắc không giống, thực lực của tiểu gia hỏa đã thẳng tắp rơi xuống tới sáng thế cảnh. Ta sẽ nghĩ biện pháp, ngõ lý nói, chỉ cần sửa chữa mô hình quy tắc một chút, kỳ thực bất luận người nào cũng có thể sinh sống ở trong bất luận vị diện gì. Ồ, người này là ai? Đại hắc cầu chạy tới, nó không biết nhục mà hỏi lang hàn mấy bình tinh huyết tổ vương cũng mặc kệ cái này kỳ thực đối với nó đã vô dụng khách nhân từ huyền nghịch vị diện lang hàn cười nói tuy đại hắc cầu cũng hại người nhưng là tuyệt đối có thể tin tưởng đại hắc cầu hiếu kỳ nhìn ngõ lý không ngừng người người không thấy mùi vị con người ngõ lý không cam lòng yếu thế nhìn đại hắc cầu thả ra ánh sáng xanh lục tiến hành quét ngắm khi ánh sáng xanh lục quét đến ở giữa hai chân của đại hắc cầu thì đại hắc cầu nổi giận đùng một móng vuốt đánh ra, đánh bay ngõa lý ra ngoài. Oanh, lực lượng của nó cực kỳ mạnh mẽ, ngõa lý nhất thời bị đập vỡ tan, hóa thành từng mảnh từng mảnh. a, à, sao kém như thế? Đại hắc cẩu gái gái đầu, con người xoay tròn, bộ dáng chuột dạ. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, hắn biết đại hắc cẩu đã sớm nắm giữ thực lực tiên vương, nhưng ngõa lý dưới cái nhìn của hắn vẫn là cao thâm khó dò, lại vỗ một cái sẽ chết, để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thật giống như một người nói khoác mình là cao thủ đệ nhất thiên hạ, hơn nữa mọi người cũng đều tin tưởng như thế, kết quả lại bị người một cái tát đánh thành hồ rán, cái tương phản này thực sự là quá to lớn. Cái kia, nén bi thương A, đại hắc cẩu vỗ vai của Lăng Hàn, bộ dáng chuyện này cùng ta không có một chút quan hệ. Người con chó chết này, Lăng Hàn muốn đạp cái tên này, nhưng đại hắc cẩu là tổ tông hại người, đâu thể nào bị Lăng Hàn ám hại, nhất thời cái mông muốn một cái, né ra. Ồ, Lăng Hàn vừa định nói chuyện, nhưng kinh ngạc phát hiện, mảnh vỡ của ngõa lý lại dồn dập ngọ người tuôn tới một chỗ. Cái này tựa như ngàn tỷ con kiến đang về tổ, rất nhanh những mảnh vỡ này liền tụ đến cùng một chỗ, sau đó bắt đầu dung hợp. Một cái hình cầu xuất hiện, sau đó đồng thời mọc ra cánh tay, bắp đùi cùng cái cổ, thời điểm bộ phận đầu xuất hiện, tay, chân cũng hiện ra, đã biến thành một hình người. Ngõ lý sống lại, lang hàn cùng đại hắc cầu cực kỳ khiếp sợ, bị đánh thành cặn bã, còn có thể sống lại. Hơn nữa, một chút thương thế cũng không có, có y tứ, đại hắc cầu giơ móng vuốt lên, bộ dáng ta còn muốn lại chơi một lần. Hai mắt ngõa lý phát sáng, xeo, bắn về phía đại hắc cầu. Ô, uy lực nhìn như không mạnh, nhưng lực phá hoại cực kỳ kinh người. Đại hắc cầu kinh ngạc thốt lên một tiếng, nó vung trào cản một hồi, lại có mấy sợi lông chó bị thiêu hủy, tỏa ra mùi khét nhàn nhạt. Lăng Hàn biết, đây là ngõa lý dùng tới năng lượng hư tử, vì lẽ đó rõ ràng cảnh giới không cao lắm, nhưng uy lực bất phàm. Cầu ra đến gặp gỡ ngươi, Đại Hắc Cẩu giết ra ngoài, nó cũng không có sử dụng lực lượng to lớn của Tiên Vương, mà áp chế Tu Vi cùng Ngõ Lý giao thủ. Ngõ Lý lạnh lùng, hắn không có hỏi tại sao Đại Hắc Cẩu muốn ra tay với mình, chỉ lấy né tránh làm chủ, tình cờ ánh mắt bắn ra quang mang, ngưng tụ thành trùng sáng có tính phá hoại đáng sợ. Một người một chó đánh tới đánh lui, Đại Hắc Cẩu không dùng tới lực lượng Tiên Vương, căn bản không thể làm gì được Ngõ Lý, trái lại chế tạo phiền phức to lớn cho nó. Có điều, một khi Đại Hắc Cẩu vận dụng Tiên Vương lực vậy ngõ lý liền chịu không được, rất nhanh liền bị đánh nát. Nhưng ngõ lý không có máu, nát nhỏ hơn nữa cũng không sợ, rất nhanh liều tập hợp tập hợp, sống lại. lang Hàn âm thầm gật đầu, ngõ lý là huyền nghịch vị diện tiêu tốn mấy trăm kỷ nguyên tài nguyên mới chế tạo ra, nếu như bị tiên vương dễ dàng đánh giết, vậy cũng quá có lỗi với phí tốn như vậy a. À. Đi, đi, mọi người ngồi xuống uống trà đi, hắn cười nói, chương 2639, đại hắc cầu đối với ngõ lý hạ. Đại hắc cầu để ngõa lý phá hoại nhiều lần, lúc này mới thu hồi móng vuốt, đối với ngõa lý càng thêm hiếu kỳ, nếu như nó cũng có thể có được sức khôi phục như vậy, vậy sau này không phải ngay cả thiên tôn cũng không cần sợ sao. Người tiêu hào 30% năng lượng của ta, ngõ lý đàng hoàng trịnh trọng nói, nhìn chằm chằm đại hắc cầu mấy lần. Con chó xấu, phốc, lang hàn nhất thời phun ra ngoài, khó có thể tưởng tượng ngõa lý nín nửa ngày lại sẽ xuất ra một câu như thế. Đại huynh đệ, chiều này của ngươi là làm sao luyện ra, không bằng dạy cho cậu ra đi. Đại hắc cẩu vỗ vỗ vai của ngõ lý, bộ dáng huynh đệ tốt, hết sức vô liêm sỉ. Ngõ lý hơi nhướng mày, ta là do vật liệu siêu huyền làm thành siêu cấp chiến binh, thiên hướng phụ trợ cùng tính toán phân tích, ngươi là sinh vật thuần túy loại chó, cùng ta làm sao có khả năng là huynh đệ. Sắc mặt của đại hắc cẩu nhất thời thúi đen, lời của đối phương nghĩ như thế nào cũng đang mắng người A, nhưng ngõ lý nói rất đàng hoàng trịnh trọng, để nó rất khó phát tác. Nhưng nó rất nhanh lại lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nói với Lăng Hàn. Cái thứ này đang nói chuyện ma quỷ gì, sao cậu ra nghe không hiểu. Lăng Hàn cười ha ha nói, ngươi là cha mẹ sinh, hắn a à, là làm ra. Vì lẽ đó, ngươi muốn học được năng lực như nó, đầu tiên phải tự sát, nói không chắc cũng có thể đem ngươi làm thành chiến binh. Đại hắc cẩu vội vàng lắc đầu, cẩu ra sống tiêu dao tự tại, nửa điểm cũng không muốn chết. Lăng Hàn cười nói, cho chết, ngươi muốn thành tựu thiên tôn không? Ánh mắt của đại hắc cẩu sáng lên làm sao, tiểu tử ngươi có phương pháp, có phải là có trí tôn tiên quả gì không, mau đem tới cho cậu ra ăn, ăn một lần liền thành trí tôn. Lăng Hàn tức giận chừng nó một chút, sao ngươi không lên trời đi, tiểu tử, ngươi đang mắng cậu ra sao, đại hắc cậu cũng chừng mắt, Lăng Hàn diếu cợt một tiếng nói, ngươi có muốn học hay không, không học thì thôi, ta lại không phải là không có người dạy. Tiểu tử, ngươi thật giỏi, đại hắc cậu nửa tin nửa ngờ, thành tựu thiên tôn thật quá khó khăn, mấy kỷ nguyên cũng khó tìm được một cái. Ví dụ, sau vô nhạc thiên tôn, mười mấy kỷ nguyên cũng chỉ ra duyên sinh thiên tôn mà thôi. Một thang nguyên cảnh nho nhỏ, lại còn nói có phương pháp thành tựu thiên tôn, điều này để người ta, không 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 không, để chó làm sao tin tưởng. Lăng Hàn nâng cái giá rất cao, cười nói, không tin thì thôi, có thật, đại hắc cẩu vội vàng gật đầu, đến nói một chút cho cẩu ra. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của ngõ lý nói, vậy thì phải dựa vào ở trên người hắn, hả? Đại Hắc Cẩu rất bất ngờ, nhưng nghĩ tới ngõ lý rõ ràng không có cảnh giới cao, nhưng có thể thương tổn được lông chó của nó, thậm chí bị tiên vương nổ đến nát tan cũng có thể khôi phục như cũ, muốn nói không có chút thần kỳ thì làm sao có khả năng. Nó cũng thật là một nhân vật, trong nháy mắt liền nhìn ngõ lý nói. Lão huynh đệ, hai chúng ta đến thân thiết một chút. Ngõ lý nhìn đại Hắc Cẩu, tiếp tục quét hình, ngươi luôn chiếu cẩu ra làm cái gì? Đại Hắc Cẩu tuyết miệng nhe răng, nếu không phải tin tưởng trên người đối phương có bí mật thành tựu thiên tôn, nó khẳng định đã nhào tới cắn mấy cái. Đo lường xem có bệnh chó dại hay không, ngõ lý đàng hoàng trịnh trọng nói. Ha 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 ha, lăng hàn cười to, ngõ lý này lại không phải sinh linh, làm sao có khả năng nhiễm bệnh, hiển nhiên đây là cách thức trả thù của ngõ lý. Gâu, đại hắc cầu không nhịn được, nhào tới muốn cắn, nhưng bị lăng hàn cưỡng ép khuyên nhủ. Cũng may nó có chừng mực, muốn từ ngõ lý được biện pháp thành tựu thiên tôn, bởi vậy rất dễ dàng liền bị Lăng Hàn khuyên nhủ, bằng không một vị tiên vương tầng 9 tức giận, Lăng Hàn làm sao có khả năng kéo được. Ngõ Lý nói sự tình liên quan tới bản nguyên của thế giới một trận, lại lấy ra công thức, mô hình, để đại hắc cầu nghe như rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không tìm được manh mối. Đây là đương nhiên, cái này cùng nó tu võ đạo là hoàn toàn khác nhau, tương đương với khác mở ra một loại hệ thống tu luyện, chỉ là cái này nghiên cứu chính là thiên địa bản chất, sẽ không bị thiên địa coi là dị đoan, nhưng Đại Hắc Cẩu là tặc tinh, từ trên người của Lăng Hàn nó liền nhìn thấy chỗ tốt của loại mô hình, công thức này, bởi vậy nó liền nâng đầu chó, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Bản tọa muốn thành tựu thiên tôn, bắt đầu từ hôm nay bế quan, ai muốn quấy nhiễu bản tọa, bản tọa liền cắn, không, đánh chết hắn. Đại Hắc Cẩu nói như vậy, liền đào cái động chôn mình, thật bế quan rồi. Lăng Hàn cười khà khà, coi như Đại Hắc Cẩu đã là tiên vương tầng 9, lĩnh ngộ mô hình kia là việc nhỏ nhưng then chốt là xưa nay chưa có tiếp xúc qua năng lượng hư tử. Muốn thành công chuyển hóa mô hình thành công pháp là khó như lên trời. Con chó chết này sẽ đến cầu mình, đại hắc cầu bế quan, Vũ Hoàng cũng bắt đầu bế quan, bọn họ đều nhìn thấy một con đường tu luyện mới. Lăng Hàn chỉ điểm đám người nghiêm tiên lộ một chút, những cái này chỉ là đế giả, tiến hóa lũy thừa chỉ đạt đến 9, nhưng Lăng Hàn là siêu cấp đế tinh, tiến hóa lũy thừa cao tới 11, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ, có thể nói là không ở cùng một cấp bậc sau đó hắn bắt đầu nghĩ bước kế tiếp phải làm gì nói đến tài nguyên tu luyện hắn rất phong phú chỉ là tinh huyết tổ vương thì có một đống lớn không nói để hắn đạt đến thăng nguyên viên mãn chỉ ít đạt đến đại thành là không có vấn đề hắn liền hỏi các nữ muốn đi nơi nào dạo dù sao cũng lâu không về tiên vực rồi đi thăm cha chồng mẹ chồng đi cuối cùng chúng nữ có cùng chung kết luận lăng hàn gật đầu hắn cũng muốn gặp cha mẹ còn có con trai của hắn chỉ là lăng kiến tuyết có vợ liền không muốn cha mẹ không biết chạy đi nơi nào tiêu dao khoái hoạt. Hai tử lớn rồi, đường do chính bọn hắn đi sông. Lăng Hàn quyết định trước tiên đến xem cha mẹ, sau đó đi thiên thánh cung dạo, dù sao kia cũng là địa phương bồi dưỡng hắn, còn phải về đông tiên vực một chuyến, nơi đó còn có cậu, biểu huynh cùng thân thích của hắn, còn có tiểu thạch, tu la ma đế. Đám người hoặc là không phải người người sớm nhất theo hắn. Bọn họ xuất phát, trải qua 6 tháng lặn lội đường xa, đi tới nơi ẩn cư của vợ chồng Lăng Đông Hành.